mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới. Đồng hành cùng Highlight chim sẻ nhắng. Nền tảng online nha anh em, Summer Dian đấy, chim sẻ đối đầu với Pan bên phía đối bạn. Như vậy là Summer đối đầu với Pan Dian. Quân này thì tất nhiên là bộ đôi Mạnh Hào cũng như là Dantoni sẽ đánh giá nhỉnh hơn so với game thủ chim sẻ rồi. Và chúng ta hãy cùng xem là sẻ sẽ làm cách nào để có thể vượt qua được cái này. Ui, rất nhiều quả dành cho game thủ chim sẻ nha, một mỏ quả đôi luôn này. Thơm như muối mít luôn anh em ạ. Rất nhiều cây quả. Trời ơi, lộc bất tận hưởng rồi. Ngay trận đấu đầu tiên thì chúng ta đã có một mỏ quả rất là bóc minh. Và một bầy yêu đầu đã có từ chim sẻ. Và các bạn có thể nhìn thấy mỏ quả đầu đây. 6 cây này, 11 cây thôi à. Thế nó cũng chưa phải là bóc minh cho lắm. Như vậy là quả này thì là quả đầu 2. Mình chọn là quả chẵn đi. Đây là mấy quả mấy đây, 6 này, 6 với 5, quả lẻ anh em ạ. Bịp thật đấy. Câu hỏi đầu tiên của mini game trong buổi tối ngày hôm nay là mỏ quả đầu chim sẻ đang là quả chặt hay quả lẻ. Thì bây giờ thì đây phải ghi là 11 cây thì tính là quả lẻ thôi. Chứ bây giờ nếu chuẩn mỏ quả này thì sẽ là mỏ quả 6 anh em ạ. Chuẩn của mỏ quả này là mỏ quả 6, quả phụ là 5 cây. Thì thực ra là không biết admin sẽ quyết định như thế nào. Cái này là quyền quyết định đến từ admin của ban tổ chức của chương trình thôi. Chứ mình thì mình cũng không tham gia được. Đấy, thì quả đầu là quả đôi theo luật quả thì sẽ là quả gọi là quả lẻ đấy. Đấy là luật quả ngày xưa mà tôi hay chơi. Còn admin đưa ra cái chương trình khác thì không biết. Vài đủ đô luôn anh em ạ. Đôi voi mình không bỏ quả luôn. Bắc Vinh nhá. Với một cây quả dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng xem là bài này thì sẽ đối đầu với Pan Ran như thế nào. Với bầy hiêu hai voi. Đối đầu với Pan thì tất nhiên là chúng ta cũng sẽ rất khó để có một bài đánh thẳng cung tới từ game thủ chim sẻ đang khi được cầm Summer. Và cũng hoàn toàn có thể lựa chọn lối đánh đó chính là lạc đà này, sau đó thủ phù này, và kẹp thêm cung R nữa để có thể đối đầu với con Pan bên kia. Trường hợp đặc biệt nên lấy quả lẻ nhé mọi người. Ok, chúc mừng anh em nào đã chọn quả lẻ ở trong trận đấu đầu tiên trong chương trình thợ săn chim sẻ nắng tuần 8 lần này. Cuối đầu giữa chim sẻ nắng và bộ đôi Mạnh Hào Dantoni. Bầy hiêu được đưa về, đó là một bầy hiêu 7 con luôn. Rất bốc bình em ạ. Quả đôi hai voi hiêu 7. Và rừng rú quanh nhà phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi, và đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ hữu tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng ai Việt Nam trong thời gian sắp tới. Hứa hẹn mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc hơn nữa. Và các bạn cũng có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook. Cũng sẽ có rất nhiều những mini game. Ngoài cái mini game mà anh em tham gia ở trên trực tiếp trên nền tảng online thì trong group thợ săn chim sẻ cũng sẽ có rất nhiều những mini game để anh em có thể tham gia dự đoán và nhận về những phần quà cực kỳ có giá trị. Tiền mặt luôn anh em nhá. Đó là những thông tin mà mình cập nhật đến với anh em ở trong trận đấu này. Và đây là một map đấu mà game thủ chim sẻ đang có được 4 con voi cơ. Đang câu 2 voi đây rồi. Vào muộn mất câu đầu à. Anh em về đặt lịch hẹn giờ đàng hoàng vào kiếm cái thẻ điện thoại 5 lố. Top 1 được ngay cái thẻ điện thoại 5 lố, thơm như muối mít này còn gì nữa. Và câu 2 voi cũng rất là mượt dành cho game thủ chim sẻ. Và thêm một cái nữa, đây là dân Summer nên là những tình huống câu voi nó cũng không phải quá khó khăn dành cho game thủ chim sẻ. Hết đầu thiết kế vàng thì ở đây nhưng mà nó hơi dốc, hơi xấu một chút này. Có mỏ vàng nào khác không nhỉ? Nhìn trên bản đồ con thì tôi mới thấy sẻ có một mỏ vàng này thôi. Và mỏ vàng này nó khá là xấu. Trên kia là mỏ đá. Đây, mỏ vàng này thì không có chỗ đóng ép rồi. Mệt phết đấy anh em ạ. Phải dò về thêm về mỏ đá hướng về 3 giờ này để tìm vàng nữa. Phải tìm vàng 2 thôi, chứ ăn mỏ vàng này là không ăn thua. Và nó sẽ rất dễ khiến cho chúng ta oảng. Bên kia là bài 19 dân dành cho một đôi Mạnh Hào và Dantoni. Bài chúng ta mắc nhưng mà tôi nhìn bài bên kia có vẻ cũng được đấy. Ui, nhiều có quả bên ngoài nữa hay sao kìa. Đang đi tìm vàng 2 đến từ chim sẻ nhưng mà chưa thấy đâu. Ở đây, 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 bên dưới này sao. Ở chỗ này thì hai mỏ đá cay thế. Đây, trên này còn quả phụ nữa đây này anh em này. Rất nhiều đồ dành cho cái đủ chim sẻ anh em nhá. Xanh Văn Phương 1 nhá. Anh em comment thả tim, share livestream cũng như là tặng bóng bay cho bọn em anh em nhá. Đấy, trên nền tảng online này thì anh em có thể donate bằng bóng bay anh em ạ. Lên câu 1 rồi anh ơi. Và đây sẽ là con voi được đưa về dành cho bài đấu này. Con voi thứ tư tới từ chim sẻ. Một bài đấu quá đẹp luôn. Summerian. Bài này thì thực ra cầm quân gì cũng khỏe thôi. Đây rồi. Cuối cùng đã tìm thấy mỏ vàng đẹp. Một tình huống Ken BB và phát hiện ra mỏ vàng ở vị trí này. Bây giờ sẽ là gom dân để đóng nhà điều kiện. Chắc chắn là BL.
Đây là BL và BM. Điểm số bên kia đang rất cao và bộ đôi Tony và Mạnh Hào có vẻ đến nơi sớm hơn so với game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Càng phết đấy anh em ạ. Bắt đầu kéo dần ra để có thể khai thác vàng rồi. Bài kích đời ở 10 phút 40, 26 dần. Và đội bạn lên sớm hơn ra một chút xíu thôi. Cái bài pan bên kia có vẻ cũng không quá ghê gớm. Công giáp thì chắc chắn là phải đầy đủ rồi. Những câu chuyện là D'Antoni sẽ cầm giò anh em ạ. Và các bạn biết là D'Antoni cầm giò nó chíu khọ như thế nào đấy. Rồi, sẽ là 3 bóng BE để kín cái mỏ vàng này luôn. Tới từ Chim Sẻ, rất là nắn nót. Và giò đội bạn đã đến nha. Dân Summer nhưng mà đối đầu với con giò của Parmesan thì cũng sẽ hơi rén rén một chút đấy. Giò công giáp đầy đủ là cũng đau đầu. Và quan trọng là nhà đội bạn sẽ nằm ở đâu, vị trí nào trên bản đồ con sẽ đang đối giữ dân này không được. Và đây là nhà đội bạn. Một tình huống mà đối phương cũng là một thế bài đánh L tại nhà thôi, chứ không phải là một bài đánh L cao. Câu chuyện bây giờ là đồ ăn hoang đội bạn ở đâu, lọt vào mỏ gỗ hay không. Nhưng mà nó không lọt. Một cái BS phải nói là khá đẹp dành cho bộ đôi Mạnh Hào và D'Antoni, nhưng mà sẽ đã chủ động Kene rồi. Chúng ta phải trả đũa đối phương những con nông dân này. Cái đoạn vừa ăn dân từ game thủ Chim Sẻ và thêm một pha vẻ hay nữa đến từ game thủ Mạnh Hào. 26 đó là thăm lại dài cho bài đấu này. Ngựa giò đã quay trở lại và chắc chắn sẽ có một bê dành cho cái đủ Chim Sẻ Nắng rồi. Đối phương cũng đã có lạc đà. Và con giò của bộ đôi Mạnh Hào D'Antoni đối đầu với dân Summer thì cũng sẽ khó để có thể kinh được nhiều dân Sẻ. Và về cơ bản bây giờ thì đang là một đều sau những huống chạy giò vừa rồi. Tham lại bây giờ đang số là 27 trên 40, và mất ngay ngựa giò Sẻ, mất con dân thứ hai nữa. Như vậy lợi thế đang có thì đội bạn. Quan trọng là con phù này nó sẽ như thế nào anh em ạ. Chào anh em nhá. Vâng, nhìn cái thế này thì ở trong góc 9 giờ đội bạn đang khung một cái mỏ gỗ trong đó. Thì tôi đang thắc mắc là không biết là trong đó có cái gì hay không. Và nãy giờ con giò đội bạn không biết đã thấy mỏ quả này hay chưa. Đây con giò bên phía đối phương đây. Đang định xách sọt đi ăn quả thì bị giò đuổi theo luôn. Và mang phù ra bắt luôn con giò này đi cũng được. Có hai móng ruộng đến từ bộ đôi Mạnh Hà và D'Antoni. Này thì ngựa giò này. Cầm giò rát à. Thịt luôn. Ấy ạ. À. Lại bị phát hiện dân đàn hoàng, may mắn là có bánh xe rồi. Phù. Đội bạn quay đầu luôn. Đang định ra bú bỏ quả này thì đã bị đối phương phát hiện anh em ạ. Chắc chắn là bộ đôi Mạnh Hạt D'Antoni sẽ lên công nghệ bánh xe và kẹp thêm với cung R để có thể chơi lại cái thủ Chim Sẻ trong trận đấu này. Đó là điều chắc chắn rồi. Không trượt đều được cả anh em ạ. Giải quyết đôi sư tử này luôn. Ok. Mọi thứ thì vẫn chưa thực sự là quá ngon dành cho game thủ Chim Sẻ trong trận đấu đầu tiên. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta vẫn có thể đánh được. Không lọt được với hôm 9 giờ này thì cũng sẽ rất đau đầu bên kia không thủ phù. Và sẽ có BA dành cho một đôi Mạnh Hà và D'Antoni thôi. Đây sẽ là BA tới từ game thủ Chim Sẻ. Giữa bản đồ có thêm mỏ quả nữa và cung đờ bạn bắt đầu đẩy lên rồi. Và bây giờ một người điều cung đờ, một người điều lạc đà thì đúng là vỡ trận luôn. Nào, giữ phù nào. Vâng, hai anh phù đang di chuyển đến từ Chim Sẻ và có cung R đến nhà rồi. Sẽ bắt đầu chuyển sang những đơn vị quân, đó chính là hỗn mã. Sọc đơn với cung R. Phù đang áp sát nhà đội bạn và đội bạn đang muốn ăn mỏ quả này. Đó là dân ăn hoàng của đội Mạnh Hà và D'Antoni. Cho đội bạn ăn đã, mỏ vàng bị chơi vào chạy một tơn. Mỏ quả bị chọc vào luôn. Rất nhiều tay các bạn mới thấy đối đầu với hai người cùng một màu. Nó rất là vất vả luôn anh em ạ. Nhưng mà đối phương có quá nhiều thao tay. Có thể lên công về thủ một cách vô cùng nhịp nhàng. Và trong những tình huống thủ như thế này thì bạn vẫn ăn dân của chúng ta. Đau thế. Và những con phù Chim Sẻ nó đang không phát huy được tác dụng anh em ạ. Xin được hai con phù ra nhưng mà nó không phù được cái gì cả. Nó thậm chí còn chưa hồi máu được tí nào luôn. Bây giờ thì cung đỡ đẩy lên rồi. Và đang gom quân đến từ Chim Sẻ. Và bây giờ thì hai con phù thủy nó sẽ nằm xuống và không đem lại bất kỳ một cái hiệu quả gì. Rồi. Nằm lại là 32. Anh em thả tim xe live stream cổ vũ Chim Sẻ cả anh em ơi. Trận đầu bác sĩ báo về đang tiên lượng hơi yếu. Và mỏ vàng cũng bị chơi luôn. Và vàng kia Sẻ cay thế nhờ, lại còn gáy nữa. Khó chịu thật đấy. Và với việc mà một chắc là hai tay điểm bốn tay thì nó cũng rất là khó. Đây là đối phương không đưa lạc đà lên thôi. Tôi nghĩ là bạn ít nhất phải có tầm 4 con lạc đà. Chủ động chuyển luôn sang cái bài đánh hỗn mã để cho bộ đôi Mạnh Hào và D'Antoni. Và phù thủy của Sẻ vẫn đang bị xả vào liên tục. Những con phù nó không phát huy được tác dụng trong trận đấu này. Biết là chúng ta sẽ phải đánh phù để có thể khắc chế lại là đạp pan. Nhưng mà đội bạn nhiều tay quá. Hỗn mã các kiểu đà điểu. Đấy, bây giờ lạc đà đang thả đi để có thể chăn dắt những cơ sở ăn hoang. Sẻ đang phải về nhà ra lại dụng để đảm bảo nguồn lực sóc quân của mình. Vẫn là bài đấu 1L, 1A, 1P cơ bản thôi. Chưa gì gọi là
quá ghê gớm đến từ chim sẻ cả. Xấu hàng củ nhà. Đối phương tầm này mình nghĩ là cũng về nhà để vẽ ruộng rồi, chứ không có những tình huống gọi là ăn hoang nữa đâu. Đấy các bạn thấy chưa? Bỏ quả này bỏ luôn, công ăn đến từ bộ đôi mạnh hào của Anthony là biết rồi đấy. Rát như thế nào đấy. 37 trên 36 là thăm đề tài đến từ bài đấu này. Đã đứng kê và thỉnh thoảng lại có một con lạc đà quay trở lại quản mỏ quả chim sẻ. Cực kỳ là khó chịu luôn anh em ạ. Timeline là 37 trên 40. Và đây là những đơn vị cung R bên phía đối bạn. Rất nhiều cung R dành cho bộ đôi Mạnh Hà và Anthony rồi. Lạc đà của sẻ thì đang tràn lên. Đây là bài đấu mà đội bạn đã không thủ phù nên là những con lạc đà ta vẫn hoạt động thoải mái. Phù đỏ thì con lạc đà cái nào cũng quay. Có nhiều lạc đà hơn rồi anh em ạ. 2, 4, 6 con lạc đà đây và cung R đứng sau. Vẫn có một tên cung R đến nhà mình nữa. Khoai. Rất khoai. Phù được một lạc đà đội bạn thôi. Ruộng đã bắt đầu bị chơi vào rồi. Và bây giờ phải dân quân về để có thể đấu mấy con cung R này nữa. Timeline 40 dành cho những chuyển nhà. Và đây là những đơn vị cung R của đôi Mạnh Hà và Anthony. Lại phải dân quân về đỡ. May mắn là vẫn giữ được con phù. Để xem một tình huống gọi là hồi máu gì đó không. Nhưng mà phải tầm 3 con hồi máu thì mới kịp được. Chứ một con hồi máu thì nó sẽ rất là lâu. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số của cuối đầu này? Anh em có thể để lại phần bình luận không ạ? Và bây giờ thì bắt đầu bị ốp rồi. Ruộng chơi với tỷ số là 1-0 dành cho bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Khó. Rất khó anh em ạ. 1-2 nó gần như là một cái gì đó phải nói là thực sự khác biệt. Và các bạn nhìn thấy bài đội bạn ruộng nương tết tè loe rồi. Vâng, Hitty đến từ cái rủ chim sẻ trong trận đấu này và sẽ đối đầu với con gì bên phía đội bạn đây. Chúng ta hãy cùng chờ. Quả đầu như thế này. À, hit gank các bạn ơi, cơ hội. Cơ hội một đều đang thực sự là rõ ràng. Quả đầu 7 cây. 6 thôi à? Dân lại chui vào kia được thì như là quả 6 thôi anh em ạ. Không phải quả 7. Có một quả đầu đánh cho những chim sẻ và nó ở vị trí hơi dốc. À quả 7. Vẫn là quả 7. Như vậy tiếp tục một quả lẻ, hai cây gỗ gần nhà. Đến đất xanh mượt, mỏ vàng cũng đã có. Đối đầu Greg thì chúng ta cũng có thể tự tin vào bài gọi là cung thủ phù thôi anh em. Cung thủ phù cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho game thủ chim sẻ đáng. Rồi, nhưng mà đi dò đầu tiên tới cái thủ chim sẻ để xem bài vở nó sẽ như thế nào. Mặt ra giữa bản đồ này như là có một cánh rừng đấy rồi. Làm vòng nữa đi dò đến từ cái thủ chim sẻ. Bầy hiêu trên mặt 12 giờ, bây giờ chúng ta cần tìm đồ lùa về. Ví dụ như là voi hiêu gì đó. Hiêu này thì hiêu phụ, quả phụ đây rồi. Phải thiếu một đồ thôi. Nhưng mà hơi ít rừng nhỉ, đây có một cánh rừng. Cái rừng thông này. Nhưng mà cũng... đây, có vị trí đóng ép rồi. Tôi tưởng không có vị trí đóng ép thì nhìn nó hơi tù. Rộng danh các kiểu đà điểu. Cho xin với con voi nào. Bây giờ anh em cho xin hai con voi đẹp quá rồi. Và những bên đi dò đến từ game thủ chim sẻ. Và chưa thấy bầy hiêu đầu mình đâu anh em ạ. Bầy hiêu trên mặt 12 giờ kia tôi khẳng định các bạn là bầy hiêu phụ thôi. Bầy hiêu đầu con nào mà xa như vậy được. Đây chắc hiệu đầu mặt gần cái giếng này, gần sư tử này không. Thêm một mỏ vàng nữa, sắp mép bản đồ. Hai rừng. Thêm một cái rừng dừa. Không đồ lùa về ạ. Ở đây bên kia thì chắc chắn là đánh lôi đánh gọi là ôm bom rồi. Các bạn sẽ sẵn sàng với những tình huống gọi là dâng cung tê. Rồi bác dân lên vụt gì gì đó. Và bài Hitty này chúng ta thì đây, hiệu đầu đây, hai hiệu hai quả đủ đồ. Hiệu đầu như thế này là cũng hơi xa rồi đấy anh em ạ. Chào anh Tuấn 699 nhá. Hello hello anh em. Câu hỏi bay màu nhanh nhá. Anh em sẽ có 30 giây, 45 giây để trả lời câu hỏi thôi. Nên là anh em đọc kỹ và trả lời nhanh chóng một tí để có thể kịp giờ anh em nhá. Hôm nay vẫn có mini game nha anh Tuấn ơi. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ hai buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AI Việt Nam trong thời gian tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc hơn nữa. Ngoài việc các bạn tham gia trên nền tảng online và chơi mini game trên nền tảng online thì các bạn cũng có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook nữa, trên group Facebook. Đấy, thì anh em cũng có thêm những cái mini game để có thể tham gia hàng tuần. Khi mà chương trình thợ săn chim sẻ chúng ta đã kéo dài đến tuần thiếu thứ 8 rồi.
trong tuần này thì sẽ có thêm một chương trình gọi là tập làm thợ săn nữa. Đấy, cơ hội để cho những team mà đã thua ở trong trận chung kết để chọn ra team thợ săn đấy sẽ được đối đầu với thủ chim sẻ, và sẽ chỉ là kèm chạm 4 thôi. Và phần quà thì tất nhiên là nó cũng sẽ ít hơn so với việc các bạn đối đầu trực tiếp cùng thủ chim sẻ, và nếu được thì vượt qua được chim sẻ được cơ. Tránh quyết BG 98 nha chào anh em. Rồi, có hiểu được đưa về để cho bài đấu này một cách thành công. Cày thế, con hiểu cuối cùng thì nó lại bị lỗi một tí anh em ạ. À. 26 trên 28 thì bài đấu này. Bài này thì khả năng đánh BL rồi. Hai mươi bảy dân này nguy hiểm đấy. Không, cả hai đứa. Rồi thêm một bầy hiêu nữa đến từ cái đủ chim sẻ. Hai hiêu và hai quả, à xin lỗi, hai hiêu hai quả thì có thể ép rồi. Đấy, hiêu đầu hiêu phụ quả phụ nữa. Vấn đề là bài vở đối bạn như thế nào và chúng ta có cơ cấu được với đôi bạn hay không. Rồi đây sẽ là chiếc nhà BB dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Chủ động đóng BL và thủ phù nhá. Đẹp nhất là nhốt được phù. Hai mươi bảy dần, hơi nhiều dần. Đây sẽ là BL và đây sẽ là BM. Đây từ bài Hitty này. Hitty đánh L cho nó chắc. Đánh L thủ phù thôi, bởi vì vừa đấy nó chả có gì chống phù cả. Mấy con Y, mấy con cung T thì không nghe. Và chúng ta có cung R đấy anh em ạ. Cơ cấu thêm một chiếc nhà BS nữa để có thể khai thác mỏ vàng này dành cho game thủ chim sẻ nhà hắn. Bài đánh 27 dân. Bắt đầu nâng cấp công nghệ rồi. Nhà P chắc là cũng sẽ đóng ở gần cái khu vực mỏ vàng này thôi. Cạnh cái BS ăn gỗ này luôn. Đây, giò đoạn đến rồi. Bài đánh giò bình thường. Đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Sẻ sẽ sử dụng những bóng bo nhỏ của mình để bó kín mỏ vàng mỏ gỗ. Bài 27 dân đến từ cái chim sẻ. Và ta cùng xem là bộ đôi Mạnh Hào và Anthony đang ở đâu. Trên này thì có thể ra ruộng nhưng mà tất nhiên là sẽ không ra quá nhiều, bởi vì chúng ta còn sẽ phải dồn lực gỗ để có thể cơ cấu đóng B nữa. Đây như là hai dân đi dâng rồi bạn. Không, có thể kéo thêm dân lên. Không, vẫn là 2 dân đi dâng thôi. Nhà thì bạn sẽ được tầm 7-8 giờ. Đây là BL đi dâng 2L. À, ghê nhờ. Dâng 2L các cụ ạ. Ôi, làm cái P. Vâng, dấu P rất kỹ đến từ game thủ chim sẻ. Dấu một phát lên 12 giờ luôn. Đỉnh nóc kịch trần luôn anh ạ. Bay phấp phới lên trên 12 giờ này. Rồi thì em cũng lẻ để ra ruộng thôi. Lượng chém đã bắt đầu lên rồi. Sẻ đã muốn vẩy E và con giòn bạn đã phát hiện ra góc này. Nên đối phương đã muốn đưa chém thả vào đây luôn. Vâng, con giò đã đứng dình từ nãy rồi. Và vẩy E là tốt đến từ game thủ chim sẻ. Và sẽ giữ được dần và phù ở bên trong. Khi mà phù ra thì mọi thứ sẽ giải quyết thôi. Đạc đá cũng đẩy lên đây luôn. Đây là bài đánh 2L để cho một đôi Mạnh Hà và Anthony. Rồi, đối phương bắt đầu quay trở lại khu vực mỏ gỗ game thủ chim sẻ rồi. Nhưng mà tất cả cơ sở ra trên này rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi công nghệ đó chính là bánh xe. Sau đó sẽ là bài đấu phù kẹp hôn mã kẹp cung R để đi bắn nhà đội bạn. Với cái tình huống kéo dân lên ăn mỏ quả kia thì nhà đội bạn sẽ ở tầm 7-8 giờ thôi. Sẻ đã di chuyển tới 8 giờ đây rồi. Và mỏ gỗ bắt đầu đi vào dân lên tầm á. Đúng lúc ra thì đội bạn đến anh em ạ. Mỏ vàng bị bắt luôn đến từ chim sẻ. Rất nhiều thao tay. Đây là E của đối phương. 37 E là tốt đến từ chim sẻ đáng. Và đội bạn cũng không công ở đây được. Không dần đây rồi. Đây là mỏ quả an hoàng đội bạn. Đàn đàm ra không có giáp. Tầm đơn cũng đã có rồi. Vâng, đi giáp phết đấy chứ anh em. Đội đàn Tony Mạnh Hào vừa cầm dân lên ngõ ngoại gái. Bốn chiếc đội kín đã cửa rồi. Và đưa phù về. Đưa giò cho các bạn biết là chúng ta đưa phù về đây, đưa giò để bắt. Nó dần ăn lại vàng nữa. Tham lai bây giờ là 27 để được chim sẻ rồi. À, lại đưa dân lên anh em ạ. Ok. Vâng, đội này rất chịu khó mang dân để vụt. Đấy. Khi mà đối đầu con gớm thì nó chỉ có một bài đấy thôi anh em ạ. Chứ mà chúng ta là Hitty rồi thì cũng chả có cái vẹo gì để đối phương có thể công vào cái khu vực này nữa, và sẽ đóng bo phủ mỏ vàng để không bao giờ để mất mỏ vàng của mình nữa cả. Dân đội bạn mang lên thì lại đi về thôi.
đi lên lại đi về thôi. Bây giờ là tung quân và phát triển cơ cấu lại. Bên kia là bài đi ăn hoàng xong 2L đều. Diệt à. Gáy mới sợ nhỉ anh em. Rồi phù đi, vào đây. Vâng, phù một con chém cho các bạn. Làm con nữa nào. Đất nữa. Bỏ vàng đi thôi đấy. Đã đám đâu kéo về để tùy được chạy rồi. Bỏ lại được bỏ vàng của mình. Và chúng ta sao vào 12 nhà BL siêu đều. Tạm lại bây giờ là số là 26 đến chạy rồi. Tạm lại chưa to. Dần dần chúng chơi hơi nhiều nha. Bắt thêm một con giò nữa đội bạn. Mất thêm một con lạc đà. Vẫn còn 2 cung rờ, 1 cửa chém ở đây. Chỗ đe lại không, như vậy là chưa chốt để dừng chim sẻ. Và tiếp tục là vẫy. Đấy, phù cứ đứng đây thôi. Đây, con này hít máu. Rồi. Ôi, chú đầy máu này thôi. Rồi chửa thôi. Không nghe mà lại không nghe. Chạy đi đâu. Xích cổ hết lại. Và con chém kia đứng nhìn, không nên chém kia. Khó hiểu. Có con chém con hít máu ấy. Rồi, tham lai bây giờ đang số 27 rồi. Đang đang bị chơi. Và đội bạn bác dân lên vụt rồi. Rất nhiều dân đến của đội Mạnh Hà và đang đi đẩy lên. Rồi, ồ, Nana nào. Rồi, bỏ. Ok. Bắn chém. Phù chém. Vào đây. Không nghe mà lại không nghe. Rồi, phù được một chém nữa rồi. Bây giờ là xong cung rờ, kẹp với đó là sóng đơn thôi. Các bạn lì nhờ, không chịu quýt anh em ạ. Đôi Mạnh Hàm Natori có vẻ là rất là lì. Không biết là cây định lì cây gì mà không chịu quýt đây. Đây rồi. Chém lên đây và quýt thôi. Tỷ số là 1 đều trong buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Ok luôn. Đây là bài đấu được cầm Roman. Sẻ mà cứ cầm chém trong cái kèo này thật sự là hơi khó. Zoom Egypt anh em ạ. Zoom Egypt. Egypt thì nó không phải là một đơn vị quân ép đời tốt như Roman. Nhưng mà trong cái kèo hai người một màu này rồi thì thường là rất khó để ép lỗi. Chỉ cần đủ đồ thôi thì các game thủ sẽ triển khai và cơ cấu rất là mượt. Quả đầu 6 cây dành cho game thủ chim sẻ với một bài cầm Roman như thế này. Đang cơ cấu nhà cửa mình. Một bỏ quả 6. Gỗ đầu hơi xa một chút xíu. Dừng vàng hướng về 9 giờ. Quan trọng nhất vẫn là đồ ăn anh em ạ. Đồ ăn nó phải mượt. Thay có những bài Roman 22 dân đấy. Nó là như thế đấy anh em ạ. Làm vòng đi dò thôi. Chưa đổ lùa về. Xin mấy con voi, xin mấy con hiêu cái nào. À bên kia chậm dân nhá. Bên mình chậm dân nhanh hơn một tí. Đây rồi, hiêu đầu đã có đến từ chim sẻ. Nó lại đúng cái mặt mà chúng ta đang khai thác gỗ mới đầu nhỉ. Thêm một cái rừng nữa trên 12 giờ. Và xin mấy con voi nữa thì tuyệt vời luôn. Mặt 12 giờ này cua về thấy mỏ quá nữa thì đẹp. Hiêu đầu 4 con à? Không, hiêu đầu to hơn, ít nhất là 5 con rồi. Đang lùa hiêu về. Và lùa nó về cái mặt sát mép trước, sát mép bản đồ. Để vòng qua mấy con dân đang chặt gỗ của mình nữa. Đây bầy yêu đầu. Yêu đầu 6 con luôn. Chưa có voi anh em ạ. Chào anh chiến tướng 88 nhá. Ui giời. Này cả anh giai chiến tướng 88 và xem sẻ thi đấu nội dung 2 người một màu này nữa thì ai chịu được. Rồi giải quyết nốt mấy con yêu này thôi. Đây mấy yêu sẽ đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Bài đấu đang có yêu đầu 6 con. Dân vẫn đang đi dò ra giữa bản đồ. Và ngoài này thì có bầy hiêu mỏ quả. Thiếu đúng 2 voi nữa thôi anh em ạ. Chỗ này thì lại có thể bo BE vào được. Thêm bầy hiêu nữa. Như vậy là có thể kín từ 9 giờ lên này. Nhưng cái mặt 12 giờ nó hơi rộng thôi. À đây còn voi lẻ nữa. Ok. Đồ ăn có vẻ mượt phết rồi đấy anh em ạ. Voi hiêu quả phụ gọi là tết tè loe rồi. Ad nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng luôn. Tinh tế. Hai voi nào. Đúng là như vậy luôn. Rồi ôi đẹp thế. Bài được nha. Cầu voi về. Yêu 6 hai voi quả phụ yêu phụ nói chung là tùm lum. Đồ ăn thoải mái để có thể chơi trận đấu này để cho đội chim sẻ nhắng. Và đến với trận đấu này chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream quyền hữu dụng eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền. Khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nhắng và cộng đồng ai Việt Nam trong thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc và hấp dẫn hơn nữa. Anh em có thể
tham gia vào group đó chính là thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook nữa nha. Cũng sẽ có rất nhiều mini game đang chờ đón anh em và giải thưởng cũng vô cùng là giá trị nữa luôn. Bạn này hình như là sẻ đang muốn đánh kiểu phát triển với bạn ạ. À. Tôi nhìn thấy đang muốn cơ cấu rộng. Và kinh đời 7 phút 1 x thì bạn đánh 24 dân trận đấu này thôi. Và sẽ có con voi thứ hai đưa về. Đây là S2. Sẵn sàng với tình huống đó là chuyển sóng đơn của Roman để đối đầu với hôn mã Egypt. Và quan trọng là trận này thì bộ đôi bên kia có tự tin đánh thẳng gọi là cung hay không thôi. Rồi giải quyết được con voi này. Con voi thứ hai đưa về. Rồi như vậy là bo nhỏ rồi anh em ạ. BB thiết kế bạn bạn dò 20% bản đồ thì phải. Sẽ dò 11% thôi. Nếu như mình nhìn không nhầm. Đây phải hiêu 6 con nữa. 5-6 con hiêu này đưa về cái BS lên 3. Cả hiêu cả gỗ cả vàng luôn. Vừa sinh. BB đóng rồi. Rồi đây là BM. Đánh cho đủ chim sẻ và giải quyết thêm bấy nhiêu nữa thôi. Đó. Thêm bấy nhiêu đây nữa thì cũng đã ok để có thể cơ cấu rồi. Bắt đầu đào vàng. Bài kích 9. Và đây là xe giò đối phương. Nhưng mà bài bạn giò hơn 20% bản đồ mà có xe giò như thế này thì chắc là một bài đấu gọi là cũng mắc bêu đấy anh em ạ. Rồi, chưa lên đời để cho đội bạn. Ngon nhá. Rồi, trận này sẽ không gặp sư tử nào. Để chúc mừng anh em nào chọn không gặp sư tử nào đã giành chiến thắng nhá. Anh em thả tim xe livestream cái anh em ơi, một đều này. Trận này cho bộ đôi D'Antoni Mạnh Hào biết như thế nào lễ hội luôn. Roman Mocking. Và bắt đầu đẩy rồi, công giáp đầy đủ ngựa giò. Xe giò đẩy với 3 giờ, ngựa giò đẩy xuống 6 giờ. Đối phương sẽ nằm ở đâu trên bản đồ con đây? Cùng chờ đợi nào. Vẫn chưa gặp. Bỏ đá này như là nhà đội bạn đây này. Mặt 3 giờ. Đúng là tôi nghĩ là như vậy. Đúng rồi, thấy vòng 6 với 3 giờ rồi kìa. Như vậy là tân đẩy ngựa giò lỗi đến từ chim sẻ. Bây giờ mới thấy nhà đội bạn ở 3 giờ. Thêm con hiêu nữa. Nhanh chóng cơ cấu tí tăng L đều. Khung nhà đánh gì đây? Ô bò nhà đá lỗi đến từ một đội Mạnh Hà và D'Antoni. Và ngựa giò sẻ bắt đầu lao bên trong kinh dân rồi. Đang tạo một con khung nhà này khả năng đánh khung được rất cao 3 giờ luôn. Rồi như vậy là đánh cung đến từ bộ đôi Mạnh Hàm D'Antoni á. Ghê nhở. Tự tin đấy. Tập này thì mình nghĩ là không lọt được bạn nữa rồi. Chỉ còn dò bên trong thôi. Chúng ta vẫn lên đời sớm với đối phương. Bây giờ đội bạn Minh Hóa đội 3 thì đội bạn cần thời gian để nâng cấp công nghệ đó chính là bánh xe. Và cần thời gian để có thể xin được cung R ra nữa. Và sẻ với những bánh sát voi với cả vỏ quả bên ngoài. Và đó dường như là cơ sở ăn hoàng đội bạn. Rồi, dân cộng máy xe và sẽ chơi luôn được tôn dân ăn hoa này của một đôi Mạnh Hà và D'Antoni. Quá rồi. Bây giờ thì sắp đơn đã có được công nghệ đó chính là công 4. Và đó là một lợi thế lớn đến từ chim sẻ nắng để một lát nữa sẽ đấu quân đối phương. Ê, Jim. Chì đấy. Roman cho biết như thế nào là chì luôn. Bắt đầu đục nhà đôi bạn đây rồi. Ba vẩy hết trong đến chim sẻ. Lọt vào được không đây lại cũng chờ. Lọt bạn đã sửa chéo. E này là lọt rồi như vậy nhưng mà phải chọc lỗ cái móng e này. Rồi, ui. Gần được em ạ, lọt. Ui. Vẩy ghê đi. Lọt rồi. Rồi chơi rồi. Tuôn sâu bên trong nào và tỷ số là 2-1 tên chim sẻ nắng ở trong cuối đầu này. Ok luôn anh em nhá.
2-1 đây chim sẻ khi đối đầu bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Đấy, nó phải là vươn lên dẫn trước luôn anh em ạ. Nét luôn. Vâng, đây là Min Wan dành cho bài đấu này. Min Wan Egypt anh em ạ. Vẫn là Egypt dành cho đội bạn. Min Wan Egypt. Quả đầu đây rồi, một mỏ quả đầu 6 cây đến từ cái thủ chim sẻ, một bầy hươu. Bốn tay thua hai tay à? Thua chứ anh. Trên 14 game. Em nghĩ là trên 14 game đấy anh em ạ. Quả đầu 6 bầy hươu đây rồi. Mặt tình nhé. Ok anh Macarot đây. Một bài Min Wan mà đang bắt đầu có một cái rừng già ngay trước cửa đây rồi. Để có một thế bài khung. Và thực ra thì Min Wan đánh với cung R Egypt mà nó lên đầu máu thì con R Egypt nó hình như nó cũng không sợ. Gọi là con cung A Min Wan này cho lắm anh em ạ. Đang làm vòng đi dò bầy hươu sau mỏ quả này thì hơi khó để đưa về, bởi vì nó sẽ còn phải đi vào sát mép bản đồ nữa. Thêm rừng nữa, bài khung này. Bài này là bài khung. Vàng trong, ok. Bây giờ chỉ còn mỗi đồ ăn nữa thôi. Phải có đồ lùa về, phải có gọi là quả phụ. Voi hiêu tất tè loe ra đấy. Thì chúng ta mới tự tin để đánh một bài cung A gọi là lực điền với con Egypt được. Đây bài hiêu này còn chỉ có 4 con nữa anh em ơi. Mặt 3 giờ cũng khá là rộng. Đôi sư tử đứng kê mặt 3 giờ này. Hiêu 4. Rất chán đời anh em ạ. Rồi, đang cố gắng đưa cái bầy hươu đầu này về. Và chắc là sẽ phải có một cái vòng BE ở đây để có thể đá hết bầy hươu ra khỏi sát mép bản đồ. Đây, bầy hươu đầu dành cho anh chủ chim sẻ. Làm vòng nữa đi dò nào. Và giải quyết nốt mấy con hươu này rồi. Bài mới chỉ có đúng bầy hươu đầu anh em ạ. Tránh vi trương nhá. Làm trận cung Adam 10 à. Cung Adam 10 thì vẫn biết là cung Adam 10, nhưng câu chuyện là lấy cái gì lên cung A đây này anh này. Quả đầu yêu 4 không ép được đời thì làm sao lên được cung A đam 10 được. Ép đầu thiết kế rồi. Dần dò vào kịch góc 3 giờ không biết nó thấy gì hay chưa đây. Đây là ép đầu lên chim sẻ, 4 con yêu thì cũng sẽ được về nhà chính. Một cách là ok. Bò e luôn. Sau một hồi nắn nót con yêu này thì nó vẫn chết hơi xa anh em ạ. Có voi trong 3 giờ. Xem tách ra câu về luôn, nhưng mà hãy chú ý là trên đường câu voi về là có đôi sư tử đứng canh ấy. Còn hiệu tiếp theo, bài hai hiệu một voi. Có xe giò tìm đồ ăn. À, thêm một voi nữa. Như vậy là hai voi hai hiệu. Bài này đánh cung A vẫn rất nguy hiểm anh em ạ. Không tìm thấy mỏ quả nào, có mỏ quả thì tươi quá. Đây con voi thứ hai đây, bầy hươu nữa này. An toàn thịt động vật để có thể lên đời trận đấu này rồi. Đây là con voi đầu tiên đưa về đến từ chim sẻ. Hai người chọn một màu thì điều khiển một quân thôi. Là sao anh? À, tức là anh đang giải thích cho anh ở bên trên, tức là hai người một màu này là họ vào cùng một màu ấy. Thì họ có thể là để một người điều dân này, một người điều dân còn lại. Hai tay cùng điều luôn anh. Đây là con voi thứ hai đấy chim sẻ. Và kéo dân lên ăn bầy hiệu. À đây quả đây rồi, ok. Như vậy là voi hiệu quả phụ đã có. Thêm vòng nữa. Quả phụ 6 cây nha bác binh nhá. Đây gờ rồi. Đôi voi bầy hiệu một quả nhưng mà hiệu đầu chỉ có 4 con. Cẩn thận voi quay đầu. Nó đã gần về đến nhà rồi. Những trường hợp thốn nhất trong đế chế. Voi về gần đến nhà, quay đầu, tất cả lúc dần nhà được nhìn nhau. Thiếu một thịt để kích đời, kích rồi. Như vậy là 8 phút 4x. Cực kỳ muộn anh em nhá, 27 dần. Đối đầu bài Egypt rồi bạn. Sẽ có soi tham cho bài vở bạn như nào không? Bạn cũng có xe giò đây này. Có thêm một con voi cô đơn nữa, lực đây rồi. Rồi con voi tiếp theo, con voi thứ ba đưa về. Cố dắt con voi này về anh em ạ. Xe giò bây giờ thì chưa vội để đi nhà các bạn, nhưng mà đội bạn đã chủ động biết nhà ra đây rồi.
Bạn này là BBBM. Ok, voi về BM và BA. Tự tin luôn với bài cung Adam 10 nhưng đội bạn lên sớm quá. Trong trận đấu này thì mình nghĩ là bộ đôi mạnh ngào Anthony có thể đánh gọi là chém luôn đấy. Cầm lạc đà lên vụt luôn đấy. 11-23 với 27 dân không cộng của Min Hoan. Bo bế nhà cửa nâng cấp chặt gỗ và đi ăn hoàn thêm một quả nữa. Đây, một quả này. Đấy, một quả lực. Và phụ này 5 cây thôi. Rồi phải ăn vàng nữa cơ anh em ạ. Ôi, đá lò con giò trong nhà dân cơ mình. Hi, cay đấy nhờ. Vâng, đội bạn còn chát cơ mà anh em ạ. Hi mà. Rồi lên giáp. Chặt bóng gỗ này để ăn vàng, bây giờ đưa con tê vào trong nữa cơ. Để con giò đội bạn. Hi à. Thử đứng lại nào. Rồi đây xin chào mấy ăn vàng thế chim sẻ nhắng. Và vẫn con giò bên trong này anh em ạ. Khó chịu con giò này lắm đây này. Giờ ra chưa bo xong nhà được bạn lên đời rồi. Đang trong quá trình xong đó chính là lạc đà sang đây rồi. Ít nhất sẽ là bài 1L2A. Tới từ một đôi mạnh hà và đang tuôn đi. Ra sẽ phải bo kín nhà để còn thủng quân nữa. Đây nhốt được con giò bên trong rồi. Và tăng ai thì tăng bên trong. Đây đội bạn nó đẩy đến nhà BA cái thủ chim sẻ luôn. Rồi tóm cổ đi con giò phía đây bạn. Và ra ruộng rồi. Vác cả dân liên lập đến từ bộ đôi mạnh hào đang tung đi luôn anh em ơi. Vâng, bây giờ thì đang bị đòi túi bụi phù phèo công lên như thế này. Cả cung R đứng ở bên ngoài bắn vào nữa. Lạc đà đang chém sát mép kia rồi. Con T này con T có giáp. Căng nhỉ. Vâng, bị phú với cả cung A. Và hai đều trong buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Khoai, rất khoai nhờ cái bụi chim sẻ. Với cái bài đấu như thế này, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5 sau đây anh em nhá. Tỷ số là 2 đều anh em ạ. Vâng, AC. AC Hit đi. Ai à. Càng phết anh em ạ, AC Hit. Có khi D'Antoni lại lôi con lạc đá ra vụt trong chim sẻ này. Làm vòng đi dò thôi. Như vậy là Hiêu thấy đầu tiên anh em nhá. Chúc mừng anh em vào chọn Hiêu. Quả sau Hiêu luôn. Mỏ quả đầu đang có được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Có cái bài 7 không ta? Cái BG đã vậy. Có một quả đầu 6 cây này. Bảy hiệu 5 con 2 rừng này. Đúng thế đánh cung khép góc 3 giờ luôn rồi đấy nhá. Trận này quả lại 6 hiệu anh em ạ. Thấy hiệu đầu tiên luôn. Ngọt luôn. Nhưng mà nãy câu hỏi ra thì như là chưa thấy anh em nào gọi là chọn tìm thấy tài nguyên đầu tiên là hiệu cả thì phải. Rồi lùa mấy hiệu này về. Hiệu 5. Hit AC thì đều là những đơn vị quân gọi là cung tuyển rồi. Còn AC trong cái chim sẻ nó có một chút lợi thế với cả em đời. Thường thì anh em vẫn quen đánh gọi là cung R AC hơn đấy. Còn AC nó em đời nó dễ hơn. À, thấy vàng trước nữa à. Chúc mừng anh em chọn sẻ tìm được tài nguyên vàng trước. Nhận 100 điểm, quả phụ này. Ô, em thấy vàng đầu tiên là vàng đâu? À đây vàng đây, vàng không thấy đá à? À lại còn vàng đầu nữa cơ à? Ôi dồi ôi. Tôi lại mới chỉ nhìn đến đáp án là quả là hiếu. Hóa ra lại còn là vàng nữa thế này. Thần kinh mất. Chậm hơn là bạn tí dần thôi. Thấy vàng đầu tiên ạ. Không ai được điểm câu này luôn đấy. Bài thiếu một đồ đấy thì chim sẻ thôi, hiêu đầu quả phụ thôi.
rừng quanh nhà, nhưng mà cái cánh rừng hướng dưới bản đồ này nhìn nó hơi xấu. Và khai thác một lúc thì dễ bị đội bạn đứng sau rừng tiệm vào đây thôi. Một cái rừng 12 giờ này ngon quá. Trên này 2BS đẹp luôn nhỉ. Ấy ơi, có thêm một cái rừng già nữa đây luôn. Rất tuyệt vời dành cho game thủ chim sẻ ở trong tình huống này. Alo. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này. Ép đầu lên thiết kế dành cho game thủ chim sẻ nắng đây rồi. Và chúng ta cùng xem là bài này thì bên kia sẽ có một map đấu như thế nào. Anh em vui lòng cho em xin một phút ạ. Em sẽ quay trở lại với anh em luôn. Ok, rất xin lỗi anh em, quay trở lại với các bạn rồi đây. Một map đấu mà đang có hai hiệu hai quả đến từ game thủ chim sẻ. Thực ra đây cũng không phải là bài AC quá là đẹp đâu, bởi vì các bạn thấy cái bầy hiệu bên ngoài kia nó khá là xa, và cái mặt từ 6 giờ lên này thì cũng rất dễ bị đối phương khai thác vào. Đang đóng trên nhà BB, 25 dân trừ 1, là bài được bạn là 26 dân trừ 1. Thế kia ngất 1 dân. Nếu trận này có tự tin đánh không bài này thì mình nghĩ là nhiều em này thì trẻ vẫn sẽ đánh cung thôi. Câu chuyện là bên kia sẽ đánh cái gì anh em ạ? Câu chuyện là bộ đôi Mạnh Hà và Anthony sẽ đánh cái gì thôi. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTCAP. Online sử dụng tính năng tương tác độc quyền. Thì anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game, nhận quà hấp dẫn. Online VTCAP sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AI Việt Nam trong khoảng thời gian tới. Hứa hẹn mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc và hấp dẫn hơn nữa. Ngoài việc anh em tham gia mini game trên nền tảng online Interactive thì anh em vẫn có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook để có thể nhận được nhiều hơn những phần quà và có rất nhiều những cái mini game diễn ra hàng tuần để phục vụ anh em luôn nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi quay trở lại với trận đấu này, đây sẽ là chiếc nhà BS để có thể khai thác gỗ dành cho game thủ chim sẻ nữa. Rất nhiều BS đây, 3 BS gỗ đây, đây rồi. Và sẽ kéo dân về để có thể ra ruộng thôi. Có một bài đấu đánh cung và rất là tự tin. Bên kia chưa thấy đảo vàng lên sớm hơn so với đội bạn ở trong trận đấu này. Bắt đầu cầu ra ruộng đây rồi. Có một anh ngồi cạnh quay sang bảo sẻ cơ cấu AC cũng bình thường, không có gì ghê gớm cả. Không phải sao vô địch nhiều thế. Rồi kéo nốt mấy dân này về, chốt hai cái E là xong rồi. Bài vẫn lên đời sớm hơn bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Cơ hội để chúng ta nâng tỷ số lên 3-2 đây rồi anh em ạ. Được gì bộ đôi Mạnh Hà đang tôi đi hôm nay mà thua thì chết với tôi anh em nhá. Tôi đăng bài cháy khắp cái group luôn, bêu dếu cho lên sớm rồi bạn. Trong cái kèo này mà cứ để sẻ cầm cung ấy thì nó lại dễ chơi hơn rất là nhiều, nhưng mà cứ cầm chém vào hơi khó đánh. Cầm cung thì mới gọi là xử lý được đội bạn. Đây con giò đến rồi, đúng như gì dự đoán, Hitty đánh BL và chắc chắn là vẫn sẽ có bánh xe để kèm thêm cung R rồi, nên là kéo hết tân dân gỗ bên ngoài vào, bò kín nhà trước cái đã. Đó, bây giờ tăng ai bên trong nào, để xem con giò này định làm cái trò gì. Chưa mất dân nào anh em nhá. Rồi thêm ruộng nữa rồi. Ok, con giò đã quay trở lại, nhưng mà chúng ta có công nghệ đó chính là bánh xe để có thể giữ dân và sẽ đánh 2 xong dân đến từ chim sẻ luôn. Tin đấy,
bài 2A xong dần để được chim sẻ. Và bắt con giò này, mất một dần. Con giò nó sẽ nằm xuống thôi. Tấn công gỗ 2 luôn. Còn một cái ruộng ở khu vực BG phủ thì chưa có dân làm ăn. Cơ cấu ruộng ở nhà đã. Đây, 2A xong dần có lạc đà với đối phương. Cung đờ đứng trong này thì kể cả Mạnh Hào hay Đan Tony cũng không thể vào được cái bài này rồi. Và tất nhiên là bạn sẽ không công ca đâu. Còn Nitty nó sẽ không công ca bài AC đấy đâu anh em ạ. Nó sẽ đánh nâng máy xe và sẽ kèm thêm cung để có thể công nhà chim sẻ thôi. Bây giờ thì khi mà lên xong gỗ 2 chúng ta sẽ tăng A đều. Dân vẫn đều, quân vẫn đều là ok. Để A thứ 3. Thêm một con cung nữa đẩy ra ngoài. Đây là đà đứng trước cửa nhà em ra đây rồi. Đấy, bạn thấy chưa? 1L2A ngay. Đơn vị quân này là một đơn vị cung tuyển nên đối phương sẽ không bao giờ bỏ qua cái ý định đó là đánh cung chim sẻ. Các bạn thấy lượng quân của bạn nó đông như thế nào đấy. Sẻ sẽ phải tăng A thật nhanh. Rất nguy hiểm rồi. Tôi đã thấy đôi bạn ở bên ngoài có tới 4 cung R, tức là 2 tân cung R, 1L2A rồi. Và bạn ốp ở đây là cũng mệt đấy. Rồi bạn ốp ở đây là cũng mệt và cũng đau đầu đấy. Cung R, cái nhà BA kia của sẻ nở bên ngoài. Uầy, cả ta cung R là rất đều đấy, một đôi Mạnh Hà và Antony. Tham lai của sẻ bây giờ đang số là 44. Đã có nhà BA thứ 4, 3 nhà BA bên trong. Và có được một cung R đẩy ra ngoài này thì đôi bạn đang truy sát rồi. Vâng, tiếp tục có dư có 7E để cho đối phương nhưng mà không bắt được cung R chim sẻ. Bây giờ đang đẩy đi tìm nhà đôi bạn. Chúng ta sẽ có cung R AC gỗ 2 đứng trong anh em nhá. Đấy, tụ hết lại với nhau nào. 50/52 đó, thăm lại giải để cho bài đấu này. Và lạc đà là bạn đã quân đầu đứng để có thể đi BE. Cung R đứng ngoài bắn vào 7 cái trong để giữ chim sẻ nhà. Để rỉa lạc đà ăn một con lạc đà bên phía đối bạn rồi. Tham lai là 54/52 dành cho bài đấu này. Đang tụ quân. Còn lại tiếp tục chơi vào. Vẫn đang cử thủ đến với chim sẻ anh em ạ. Dạ đúng rồi anh Cu Vĩnh Nam ơi. Hôm nay sẽ chỉ tất cả các trận đấu trong chương trình Thợ Săn Chim Sẻ thì sẽ độc quyền trên nền tảng online của JCAP nha anh em nhé. Đây là BA thứ 5 từ Nguyễn Thu Chim Sẻ đáng ở trận đấu này. Và các bạn nhìn thấy cũng vừa đến nhà các bạn trẻ chưa biết nhà Mạnh Hào đang tôi đi ở đâu luôn. Bây giờ chúng ta thử soi thăm dân tới không. Như này nhà các bạn khả năng cao 9 giờ vậy. Tham lai 6x cho nhiều thủ chim sẻ rồi. Vẫn đang cơ cấu ra ruộng. Bỏ bế lại thêm một lớp nữa ở đây. Tụ quân. Tham càng đánh càng đè đến cái thủ chim sẻ thôi. Rồi bạn một bài đấu thôi. Có cái cơ sở gì ở trên góc 10 giờ kia nhỉ? À ăn hoa anh em ạ. À thế thì tôi nói thật với bạn tôi không đẩy nữa luôn. Ngồi gây dây luôn đi. Đối phương đi ăn hoa anh em ơi. Rồi như vậy bắt đầu lao ra để có thể chơi đến từ chim sẻ rồi. Quyết định đó chính là không đứng ở trong nữa. Vươn ra bên ngoài luôn. Dành cho cái thủ chim sẻ nhà. Cung đờ bắt đầu vươn lên. Lạc đà là bạn khá đông được sẻ trên cái tháp nào. Này giáp 2 không nhỉ? Và giáp 7 em như một đôi Mạnh Hào đang đi. Và đứng lại chơi luôn. Chấp cả dốc luôn. Cung đờ hít tìm chơi. Lạc đà lao vào bắn một phát là gãy một con anh em ạ. Chuyển nó đứng lại cái là gãy luôn. Tham lai lên con số là 73 đến từ chim sẻ rồi. Và đây là pha giải E đến từ chim sẻ và các bạn quýt luôn khi mà lạc đà không chạy được nữa. 3-2 dành cho chim sẻ đáng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Ok luôn anh em ơi. Kinh nhở dâng ăn hoang còn vẽ ruộng nhà nữa đội này. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây thôi. Đây một map đấu mà được cầm cho son thôi. Hello mọi người, hello anh em nhá. Thật mong anh em cho bọn em xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ đã đưa về đến từ cái thủ chim sẻ. Bây giờ thì chất lượng hình ảnh mọi thứ nó đã nét hơn rất nhiều rồi đấy anh em ạ. Rồi bây giờ được đưa về thành công đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Và bài đấu được cầm đó chính là cho son, voi cũng đã có luôn. Bài cho son đối đầu với Pan thì nghe vẻ tôi đang chưa nghĩ ra cách nào để dẫy được cả anh em ạ. Trừ khi bài này bạn phải xấu lắm, bạn đang chậm 3 dân. Quả phụ này, một voi này, một bầy hiêu này, một thế bài khép góc 3 giờ.
cũng có thể nghĩ đến câu chuyện cung A1 áo đấy chứ. Bài cung mà, vàng trong này, rừng rú quanh nhà rất là đẹp. Con này mà là con cung gì đó nhở, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Hơi đáng tiếc khi mà nó chỉ là một con cho son. Lúc đầu chúng ta cũng có thể đánh phù đội bạn hay gì gì đó không. Đây sẽ con voi được đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Rồi, giải quyết con voi này thôi. Con voi đầu tiên sẽ được chim sẻ đang đưa về nhà chính cho mình. Thiếu tí đồ nữa. Thiếu đầu voi quả phụ. Và đưa con voi nằm hướng về sát mép bản đồ 3 giờ là đẹp nhất. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 7 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream với nội dung eSports bản quyền của VD Cup. Online sẽ tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VD Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng A Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online. Và ngoài việc các bạn tham gia mini game interactive trên ứng dụng online thì các bạn cũng có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook với rất nhiều những cái mini game diễn ra hàng tuần để anh em có thể nhận về những phần quà phải nói là vô cùng giá trị, những phần thưởng tiền mặt luôn. Thì các bạn có thể tìm trên Facebook với group thợ săn chim sẻ anh em nhá. Rồi, quay trở lại với trận đấu này, có thêm bầy hươu nữa và sẽ quyết định nắn nót để đưa nó về gần với cánh rừng nóng ép nhân đôi dành cho game thủ chim sẻ và lùa về cái ép đầu luôn đây này. Thì nó sẽ tối ưu hơn và chúng ta sẽ không phải mất một chiếc nhà bếp chay bên ngoài. Còn đây là S nhân đôi nữa để có thể khai thác cả gỗ cả vàng tới từ game thủ chim sẻ nắng với bài cầm cho son của mình. Hello mọi người, hello anh em nhá. Rồi, giải quyết thêm bầy hươu 5 con này nữa thôi, nó rất là tuyệt vời rồi. Rồi, như vậy đây sẽ là chiếc nhà BB tới từ game thủ chim sẻ. Bên kia đánh pan 20 dân luôn, 13% bài móc binh dành cho bộ đôi D'Antoni mạnh hào. Cày thế nhờ. Pan bổng gì 20 dân, gió 13% bản đồ. Bài rất móc binh dành cho bộ đôi mạnh hào và D'Antoni luôn anh em ạ. Cày. Đây sẽ là BA. Đúng như những gì mà tôi dự đoán thì bài này có thể đánh cung A một áo được khi mà thế bài chúng ta rất là khung và kín. Còn nếu như mà đánh ngựa chém thì gần như là không cửa với con pan rồi. Và chủ động đánh bài cung A1 áo luôn. Đấy, cửa cuối cùng dành cho bài cho son trong tay cái thủ chim sẻ thôi. Với bạn vẫn lên đời sớm hơn chúng ta một chút xíu, bài sẻ đánh 27 dân. Ở trận vừa rồi sẽ tính ra trận này nhanh ra cắt dự ơi. Đó, trận vừa rồi thì bên em bị sập máy nên là anh em đã không thể theo dõi được trận AC Baby vừa rồi nó kéo dài đến phút thứ bao nhiêu. Nên là kết quả của trận đấu đó sẽ tính sang trận đấu này nha các bạn. T đã có dành cho game thủ chim sẻ đây rồi. Đã bắt đầu đẩy T cao lên. 20 dân pan dành cho bộ đôi mạnh hào D'Antoni. Bây giờ chúng ta sẽ phải khai thác nhanh những cái cây quả trong mỏ quả phụ này để còn kéo dân về nữa. Tránh bị con giò nó xúc vào. Và bắt đầu tăng dân đào vàng đây rồi để bo kín nha. Và sau đó thì sẽ đưa tân dân ăn hoang về. Đừng nói với tôi là bên kia lại chơi cái bài dị là pan đánh 20 dân đánh thẳng cung A nhá. Và bây giờ vẫn chưa thấy giò đến này. Khả năng đấy diễn ra, khả năng xảy ra đó, cái tình huống mà đánh thẳng cung A của Pan Vian là cũng có đấy anh em ạ. Cung A một áo đối đầu, cung A hai áo Pan à? À không, đây giò đến đây rồi, ok, nâng cấp cung A một áo. T bắt đầu bắn và con dân đầu tiên của sẻ đã phải nằm xuống. Dưới sát thương ngựa giò bên phía đối bạn. Kéo dân bên trong. Và tầm này lạc đà bạn sắp đến rồi. Có vẻ đó là một tân rình. Tân giò đứng rình, rình dân ăn hoàng của chúng ta. Rồi kéo tê vào bên trong và bo kín nhà thủ 1P. Rất chắc chắn thì chim sẻ sẽ mất tầm 3 dân với giò cầm giáp này, đau quá. Vâng, bắt đầu cười đến từ D'Antoni rồi. Cực kỳ là khó chịu với con giò cầm giáp bên trong nhà. Cày thế nhờ. Ngồi cười ạ. Xong cung A một áo. Rồi bạn hoàn toàn có thể đánh bài 1L, 2A gì đó, pha 7E. Lạc đà bắt đầu đi bên ngoài rồi. Cung tê chúng ta vẫn đang bắn ở đây, bánh xe cũng đang có đến từ cái thủ chim sẻ. Thủ 1P luôn. Rồi, ra ruộng đi. Ruộng nương vẫn đang là ok đến từ cái thủ chim sẻ. Con giò của D'Antoni thì đang đứng để có thể chọc vào khoanh ruộng chim sẻ nắng. Đây lạc đà đây, ôi ở chỗ này hở rồi. Phù cái nào. Làm lạc đà chơi chơi. Vâng, đen luôn lạc đà, phù ngựa giò, sửa không nghe. Làm ngựa giò chơi chơi nữa luôn. Rồi chỗ này hở và đưa con giò đi tìm nhà để bạn chọc ngoài tí cho nó khó chịu. Ra ruộng phát triển. Bộ đôi mạnh hào D'Antoni vẫn đang rất là tự tin.
Với việc đánh qua áo này thì mình nghĩ là trận này sẽ kéo dài qua phút 22 đấy anh em ạ. Bên kia không công cắt rồi. Chúng ta thủ phù nữa nên là cũng khó để cho bộ đôi Mạnh Hào Anthony có thể công cắt nhà chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Đang ngồi ra ruộng. Sắp phù lên 4 giờ. Nào để xem đôi bạn đánh cái bài gì đây. Pan Miran. Sẻ đang cuốn được rất nhiều ruộng trong trận đấu này rồi các bạn ơi. Chào anh em nhá, anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream nha anh em ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thêm những khoai ruộng mới đến từ game thủ chim sẻ và bộ đôi Mạnh Hào Anthony đang bo nhà rất rộng. Một bài ban khung rộng luôn anh em ạ. Ôi, ôm nguyên góc 12 giờ này á. Rộng thế nhở. Đối phương quyết định ôm nguyên góc 12 giờ anh em ạ. Và bắt đầu tăng 3 nhà BA đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Con giò của chim sẻ nắng đã nằm xuống. Đó là con giò mình đã phù được đối bạn nên là thôi đem trả đối phương thôi. Và cái đường đẩy quân này nó rất là khó. Cái hướng đẩy quân các bạn có thể nhìn thấy là rất nhiều rừng và vực đang chắn ở trước cửa này. Thì hãy cùng xem sẻ sẽ công nhà đối bạn như thế nào. Cung R bắt đầu đứng ra để tỉa vào những cánh rừng đây rồi. Tham lai bây giờ là 46/52 dành cho game thủ chim sẻ. Mang cung T với cung áo ra chơi với cung R đội bạn như này. Và nâng cấp bổ vàng. Chúng ta sẽ thọt hơn đối phương về tầm xa. Bởi vì chúng ta là cung A bật áo thì sẽ ít hơn cung R 7+2 một tầm xa. Chúng ta chỉ là 5+2, đội bạn sẽ là 6+2. Đó, đó mới là vấn đề. Sẻ đang cố gắng câu cung R ra ngoài đây. Đang câu cung R lại gần để có thể bắn. Và tăng BA thứ hai đóng K luôn đến từ game thủ chim sẻ. Và cung R đội bạn đâu xả vào đây rồi. Bây giờ cung A sẻ đang nằm xuống. Và gõ một luôn, tỷ số là 4-3 đối phương. Không kịp lên 4 anh em ạ. 4-3 là đôi Mạnh Hào và Anthony. Hơi khê. Ui, bài pan khung kinh thế. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 8 ngay sau đây anh em ạ. AC tiếp. Ồ, ngày hôm nay cầm khá nhiều AC vậy. AC Dom. AC đến từ chim sẻ và Zoban dành cho một đôi Mạnh Hào và Anthony. Làm vòng đi dò thôi. Kèo chạm 9 anh em ạ, hiệu đầu đã có đây rồi. Cái E này thì dân chưa xây xong đã tách đi dò hết nên là bị chậm mất tí xíu. Quả đầu sẽ nằm ở đây. 1, 2, 3, 5, 6 cây. Một màu quả 6, một bầy hiêu đến từ chim sẻ. Thấy hiêu trước cả khi thấy quả luôn anh em nhá. Chúc mừng anh em là chọn hiêu nhá. Có hiêu luôn nữa cụ ơi. Rồi làm vòng đi dò và bầy hiêu sẽ đưa về rừng thông và rừng dừa đã có dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Chúng ta cùng xem là bài vở nó có đủ để chim sẻ nắng có thể cơ cấu nét được hay không. Những bước đi dò đầu tiên. Bài cầm Acerian. Lùa với con hiệu này về. Chắc chắn là sẽ lùa về rồi. Nhưng mà đang đi tìm thêm những cái thế bài ở mặt 9 giờ này. Tìm thêm những cái đồ ăn mới. Mặt này thì có một cái rừng thông đây rồi. Cái móng gỗ này là móng gỗ rừng thông anh em ạ. Nên là anh em yên tâm. Ở đây sẽ có rừng thông. Quan trọng là nó to hay nó bé thôi. Đấy, có vực đây rồi. Rồi lùa bên hiệu này về. Một con vực chắn ngang trước cửa nhà luôn. Hiệu đầu là 7 con luôn. Nối giữa hai cánh rừng lại với nhau đấy. Đấy. Khá ngon nhá. Ồ. AC Zoom này như là đánh với cả ông nào nhá. Hôm đấy là đánh trận cuối nhá. Cái map AC với con vực này nhìn rất quen nha anh em nhá. Rồi lùa mấy con hiêu này về để xem đồ ăn như thế nào thôi. Một bầy hiêu đầu đang có được đó chính là 7 con đến từ cái thủ chim sẻ. Rồi lùa hiêu về. Rồi giải quyết bầy hiêu này thôi. Hiêu 7 đưa về một cách thành công đến từ cái thủ chim sẻ nhà ăn. Không hình như không phải map đấy, vì map đấy thì trận trước là AC đối đầu với cho son cơ. Làm vòng đi dò hai voi nữa. Trên này có cả quả phụ nữa cơ. Hình như vẫn là map đấy thì phải. Bài hiêu voi mắc binh rồi. Thiếu đúng bỏ quả. Khung nhà bài này chắc chắn đánh cung rồi. Bây giờ là tìm nó bỏ quả thì thôi. Ép đầu đây. Rừng dừa.
Vâng, rồi bạn đưa dân đến nhà mình luôn rồi anh em ạ. Mỏ quả ở ngay ngoài này thì phải. Tính là boy ở đây rồi, đấy mỏ quả này. Phải đối bọn mình cho mỏ quả map cơ bản mà. Nhưng mà trong trận trước ấy thì đối thủ của chim sẻ nắng ở cái map này cầm cho son cơ. Cũng đã trong chương trình thợ săn chim sẻ này luôn. Và tôi cũng là người bình luận trận đấu đó. Rồi, cơ cấu đi khai thác mỏ quả này thôi. Không biết là Mạnh Hào có nhớ cái map này hay không. Anh đã đưa dân đi tìm và thấy nhà ra đây rồi. Thấy mỏ quả đây rồi. Không biết có ăn chanh hay không đây. Vòi sẽ đưa về. Đội bạn sẽ nằm mở mạng, đó chính là 4 giờ trận đấu này anh em nhá. May là đối phương đang bận chốt e trên kia nên không nhìn thấy tơn câu voi này. Chứ không đối phương phải e chặn tơn câu voi thì cũng đau đầu. Đang chốt e mỏ quả đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Và con voi đầu tiên sẽ đưa về. Và đến với trận thi đấu này, trận thi đấu thứ 8 buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online nền tảng livestream nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AI trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online nhờ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tấn cầu voi trộm đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Nhưng mà sẻ đã kịp thời phá được. Nhưng đó vẫn là một thiệt hại cho chúng ta. Đóng cái bét ở đây luôn. Bạn thấy chưa, nhà này bạn ở ngay 4 giờ này. Nhưng mà trận trước, map trước là map đấu mà đội bạn cầm cho son cơ. Tôi thấy cái map này rất là quen rồi. BB AC đối đầu với Roman mà nhà gần như thế này thì sẽ đánh BL trước. Sau đó sẽ kẹp thêm cung R. Đóng S để ăn con voi. Đây là BM. Và đây sẽ là BL. Và đội bạn đóng nhà trong nhà chúng ta rồi. Nên đời cân pheo nhau. Và đây là BL đối phương dâng lên. À, xảo nhỏ à. Vâng. Xảo nhỏ và ăn ngay một diệt vào đầu anh em nhá. Chơi xảo nhỏ này nữa. 4 dân ăn vàng thôi. Các bạn lên đời cân với chúng ta anh em ạ. Cơ cấu dân khai thác vàng. Đánh chém này vẫn là một cái hạn chế đến từ chim sẻ. Đánh cung khung được nhà bạn này thì đẹp. Tìm ngay hai dân đi dâng xem nó đâu rồi. Và đây là dò đội bạn. Vâng, cả BA luôn này, đúng là Roman. Giá nhà cửa rẻ, đóng nhà tùm lum. Bo nhỏ bỏ gỗ. Tới từ game thủ chim sẻ nắng. Ok. Dò đã quay trở lại vào đây. Vào đây là ăn gậy vào đầu luôn. Vâng, dò có công không có giáp thì đội bạn đi xiên được. Tham lại là 27 đến từ game thủ chim sẻ. Rồi chôn nốt mấy cái em vào đây cho kín nhà đã. Chúng ta đã kín được mỏ gỗ, mỏ vàng. Và bây giờ còn dân ăn hoang. 1L. Bánh xe. Đội bạn sẽ dìu tân dân ăn hoang và chim sẻ thôi. Đây chính là tân dân này. Giò đã quay trở lại rồi. Xin con lạc đà, T bắt đầu bắn rồi. Rất khó chịu anh em ạ, chưa giòn trận đấu này đâu. Và một giò một T nó công như thế này thì đau lắm. Và tân 4 dân này đi ăn hoang không thấy gì cả anh em ạ. Rồi pha vẻ bắt giò đối phương thành công đến từ chim sẻ. Lạc đà đã có rồi. Tham lai là 26 đến bài đấu này, bánh xe cũng có luôn. Một BA. Lạc đà thả lên mỏ ăn hoang, đối phương còn một dân ở đây. Chơi nốt. Tên này làm khoanh ruộng. 4 cái ruộng kín. Đây ngựa chém rồi bạn, đây vụt được. Cung T đang đứng bắn mỏ gỗ, xin cung R ra nào. Rồi bắt được một con ngựa chém của đối phương. Và tham lai chim sẻ bây giờ đang số là 27. Vào đây đúc tròn khoanh ruộng thôi. Vâng, và cả dân ra quật cái BE này. Ăn hoang thì con voi luôn. Rồi, có cung R đứng xong bắn T rồi bạn nào. Đấy, T vào đây, vàng không thèm bo luôn này. Cái này đánh rất là đầu gấu nhá anh em nhá. Rồi, chạy vàng rồi. Một đoạn ra dân. Rồi, tham lại là 28 trên 48 dành cho bài đấu này.
Đây là cung R của game thủ chim sẻ. Vâng, tham lai là 27 tới từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Và đang cố gắng để có thể quản dân đối phương. Cung R đứng bên trong bỏ gỗ này, em thấy thủ được bỏ gỗ thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là bộ đôi Mạnh Hào Anthony bắt đầu có đơn vị sọc đơn, có là phù. Vâng, có phù anh ạ, phù là đài ít máu, may quá. Và dân vẫn đang bị chơi. Và tham lai chim sẻ bây giờ là 22. Tham lai không hề tò, hai cung R đứng thủ bên trong. Ngựa chém sọc đơn được bạn lao vào, chém vẩy E. Sẻ vẩy E trong rồi. Vâng, mỏ ăn hoàng bị phát hiện. Tham lai bây giờ là 22 rồi. Lạc đà của sẻ bây giờ sẽ bị khắc chế bởi những con phù thủy của đối phương. Đó mới là vấn đề anh em ạ. Rồi. Sập đơn và ngựa chém đôi bạn lao vào, không vẩy được Ether này. Bay cái mỏ gỗ này rồi. Khó đấy nhờ. Khề quá. Rất khó chơi. Và tham lai chim sẻ bây giờ đang số đó chính là 22. Bị vẩy E trong tình huống này rồi. Pha vẩy E đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Dantoni. Chạy thôi. Giáp cho lạc đà đã lên xong. Ăn lại một quả này. Quân của bạn vẫn rất đông. Làm tạm một con chém nữa. Tham lai bị đè. Và tỷ số là 5-3 dành cho bộ đôi Mạnh Hào Dantoni. Còn bị khóa điện cả khoanh ruộng này nữa. Rất khó dành cho đối thủ chim sẻ nắng anh em ạ. Chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu tiếp theo anh em nhá. Tỷ số là 5-3 cho đội bạn rồi. Và như vậy đây là IA đến từ chim sẻ. Yamato đối đầu với con gì đây? IA và... cái gì đấy? IA và... tôi vẫn chưa kịp nhìn anh em ạ. Thôi gọi quả đầu đang có đó chính là... mấy cây đây? 6 cây. À không, có cái quả thứ 7 rồi, vừa ken cái bé vào không được. Quả đầu 7 anh em ạ. Anh em nào nhìn thấy quân thì comment cho em thấy nhá. Một mỏ quả đầu 6 cây, à 7 cây sorry các bạn, dành cho anh thủ chim sẻ nắng để đối đầu với bộ đôi Mạnh Hào Dantoni. Một thế bài khép khóc ở 3 giờ. Lại nghĩ đến cung A hai áo à. IA dành cho anh thủ chim sẻ. Làm vòng đi gió hai rừng đây rồi anh em ạ. Egypt IA Egypt. Quân này thì nói chung là đánh được. Chúng ta có lợi thế về ép đời. Một đội bạn có lợi thế về phù thủy đấy. Càng đánh về lâu về dài thì con Egypt nó lên đầu máu nó càng khỏe. Vàng trong 3 rừng khép quanh nhà. Xin đồ ăn nữa thôi đấy. Chưa thấy hiêu đầu. Bài thì rất nhiều rừng rồi anh em ạ. Bò nhà ngay những chiếc nhà bè đầu tiên. Vấn đề ở chỗ là đây bầy hiêu ở rất là xa. Mỏ vàng này có thể đóng hết nhân đôi, quả phụ có rồi. Cho chim mấy con voi được không? Chứ bầy hiêu này thì đưa về nhà nghe cũng được. Hiêu 5, quả phụ 6. Quả đầu 7, quả phụ 6, hiêu đầu 5 con, thiếu một đồ nữa thôi. Đối đầu với Egypt. Nhưng mà cung A min 1 con Egypt nó cũng không sợ. Thì liệu rằng đội bạn có sợ hơn cung A của IA này không? Cầm cung A min 1 thì là cung A đam 10. Cầm Yamato thì cung A đam 8 thôi là tôi đã thấy là hạnh phúc lắm rồi anh em ạ. Tôi cầm cung A đam 9 nhá. Lùa bầy hiêu về, hiêu 5. Nhanh chóng đến từ chim sẻ và tìm cố lấy một đồ nữa. Để có một bài ép đời tốt. Đối đầu với một đôi Mạnh Hào và Dantoni. Khi mà chúng ta đang bị dẫn trước với tỷ số 5-3, cách biệt là 2 trận rồi. Bầy hiêu được đưa về thành công đến từ chim sẻ. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream với nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền. Khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game, nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng Việt Nam trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình và giải đấu đặc sắc hấp dẫn hơn nữa. Online VTV Cup rất mong được anh em ủng hộ và đón nhận. Ngoài việc các bạn chơi mini game interactive trên nền tảng online thì các bạn vẫn có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên nền tảng Facebook để có thể nhận về rất nhiều những phần quà hấp dẫn, những phần quà tiền mặt luôn khi anh em tham gia mini game trong group thợ săn chim sẻ nữa anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây sẽ là BG để khai thác một quả phụ mình. Bài vẫn thiếu một đồ. Sắp mấy quả đồ từ 6 giờ lên, có thêm một cánh rừng dừa nữa. Nhưng mà sẻ vẫn đang muốn khung tròn như thế này thôi. BB bo 12 giờ là kín rồi. Chưa thấy thêm đồ gì nữa đây này. Mệt phết đấy anh em ạ. Thấy con sư tử thôi.
Kéo dần ra khai thác thêm bầy hiêu này. Và bây giờ có đập lô thì phải đập lô lên 12 giờ. Hơi căng. S2. Vâng, nào phải chặt móng gỗ này, đóng S2 nhân đôi, ăn cả gỗ cả vàng nữa cơ. Chứ chúng ta cũng không thể đóng một cái BS nó quá hớ được. 75x với bài 26 dân IA tới từ chim sẻ này ạ. Một bầy hiêu 5 và 13 cây quả. À đây 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 đây. Trên đường câu voi về có sư tử nhá, cẩn thận nhá. Trên đường câu voi về là có con sư tử ở đó, nên chúng ta phải chú ý một chút. Và phải là câu hai voi cơ. Câu một con không ăn thua. Đây là BB. Voi đuổi hơi rát. Phải S đầu, à nhầm, S2 nhân đôi. Đổi hai thằng này vào trong, hai thằng kia cho đi về. Rồi, xử lý hai voi nào. Rồi, S nhân đôi luôn. Cả gỗ cả vàng luôn. Vâng, đưa hai con voi này về thì sẽ có lực để có thể cơ cấu một cách nó tối ưu hơn. Tới từ chim sẻ. BB đã bò kín mặt 12 giờ đây rồi. Và đưa dân về nhà chính để chuẩn bị xả thịt hai con voi này. Vẫn ổn anh em ạ, may quá thấy đôi voi rồi. Sa mép bản đồ từ 3 giờ lên này sẽ là BM. Đấy. Và đây sẽ là BA. Sẽ là bài đánh cung. Nhưng phải đưa dân về ăn voi đi thôi. Ồ, rất tuyệt vời. Voi rất ngoan anh em ạ. May quá. Nó không quay đầu con nào. Kích đời ở 10 phút 2x với bài 26 dân cộng 1 của Yamato. Ép đời vẫn là rất khét tới từ chim sẻ nhà ắng. Nhưng mà voi này chết hơi sát anh em nhỉ. Thôi đưa dân về thôi. Giờ sẽ là kín nhà. Tách hai dân ăn vàng và bo nhà. Rồi bạn mình nghĩ là cũng sẽ đánh BL thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là bộ đôi mạnh hào Anthony cũng sẽ đánh BL thôi. EGBA. Rồi một E nữa kín nhà nào. Vâng, cho T ra ngoài. Bo kín nhà. Rất là khét đến từ cái thủ chim sẻ. Bây giờ bắt đầu tách dân đào vàng. Ra ruộng nâng đào vàng. Và đẩy tê luôn. Để xem đôi bạn đang ở đâu. Tầm này ngồi đúng ruộng nào anh em ạ. Tính sau. Ôi, một pha xử lý rất khó chịu đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Đan Tony. Cái thế nhờ lại lọt con giò trong nhà. Định công mạnh. Về. Không kịp. Nâng cấp bánh xe. Vâng, không đủ lực nâng cấp cung ai áo, bây giờ lọt con giò vào như này, lực đâu. Vâng, đây con giò rồi bạn đây. Tê chúng ta thì đẩy đi rồi. Vâng, mất một dân đến từ chim sẻ. Đang cố gắng bò bế. Rồi xong dân luôn. Rồi có bánh xe rồi, vụt chết luôn đi. Lạc đà đứng trước cửa rồi. Liệu dân đội bạn có công ca hay không? Có thêm hai dân nữa. Lọt có giò cũng ra và đau quá. Ruộng nương bắt đầu cơ cấu đến từ game thủ chim sẻ đây rồi. Tham lai là 30. Không biết là bên kia có lựa chọn lối đánh không cai là đánh kẹp thêm cung R ở đây. Khá nhiều lựa chọn và chủ động hơn để cho một đôi Mạnh Hà và Anthony ở trong trận đấu này. Tất nhiên rồi. Rồi tham lai bây giờ đang số là 31/44 dành cho anh thủ chim sẻ nhà ắng. Tăng A. Vâng, B à. Tôi nhìn thấy một chiếc nhà BP nhưng mà đó dường như là P đóng thủ ở nhà. Rồi cung R đến rồi. Rồi bạn sẽ đánh lạc đà kẹp cung R ở trong trận đấu này. Rồi cung A một áo đã có. Đợi đông đông đã. Để chơi với con cung R đi. Sửa E thôi. Đấy cung R rồi bạn đây. Giờ là hai cung A một áo rồi. Thủ thoải mái tên này anh em ạ. Phát triển rồi. Rồi Jeep rất chỉ. Và bây giờ là hai cung R. Vâng, phù lên luôn, mất một cung A. Khá là khó chịu. Đội bạn đầu đứng hồi máu cung R rồi. Vâng, cung A một áo với ra bắn.
nhìn rất khổ. Một chiếc BG chay để có thể cơ cấu ra ruộng. Và dân lại tiếp tục bị tỉa vào. Tháp lại bây giờ là 42 đến từ cái thủ chim sẻ thôi. Phù đứng trước, cung đờ đứng sau bắn. Vẩy e trong ở cái tình huống này. Và vẩy e bắt cung đờ đó, à bắt phù đội bạn. Và vẫn mất một cung à. Đội bạn đã vào chuyển sang cung đờ rồi và vẫn chưa bắt được phù đối phương. Tháp lại chim sẻ bây giờ là 44. Còn 4 cung à đứng trong. Phù đội bạn cứ chạy ngang thôi. Cày thật. Đây, phù còn hồi máu lạc đà nữa. Ăn được cung đờ đối phương rồi. Tham lai bây giờ là 4x dành cho ý thủ chim sẻ nắng rồi anh em ạ. Phù đứng bên ngoài. Rồi bắn được con phù đó. 4 nhà BA sóc đều. Ra quân ra ruộng các kiểu đá điểu thôi. Vì phù vẫn một vài cung A. Liệu rằng sẻ đã tự tin để đi ra ngoài hay chưa đây. Vâng, tham lai là 5x tới từ chim sẻ. Vẫn đang đứng thủ bên trong chưa lao ra. Chờ đợi một tên gì đây. Tầm này Egypt có đầu máu rồi ấy. Đấy, 106 máu rồi anh em thấy chưa. Sẻ vẫn đang tích đồ à. Vâng, tham lai là 63 dành cho đối thủ chim sẻ. Đứng bên trong bắn ra bên ngoài. Thì cung đờ bạn vẫn đang rất đông em ạ. Rồi bắt thôi. Chói hết cung à đứng trong không vươn ra ngoài luôn. Vâng, phù với cung đờ của Egypt đứng trước cửa là rất đông. Và lượng quân này chúng ta không thể lao ra được anh em ạ. Đội bạn có cung đờ Egypt đầu máu rồi. Mà không lao ra thì không được. Cứ đứng bên trong này thì không có gì tự sát cả. Sẽ quyết định đắp ca. Rồi bao nhiêu cung A thôi. Phải nhanh chóng lên 4 để còn đưa dân ra ngoài ăn vàng nữa. Mỏ vàng trong nhà gần hết rồi. Giấu cái BK trên này. Cái xong đen đi luôn. Đó là một móng nhà khác. Rồi móng BA đến móng BS thôi. Không nên móng BK đi. Cung đờ bạn vẫn chưa vào. Ruộng nương vẫn đang ổn đến từ chim sẻ. Rồi tham lai 6x đến từ cái thủ chim sẻ. Cung đờ bạn bắt đầu áp sát nhà BA chúng ta rồi. Vác cả dân ra đảo luôn. Và tăng thêm nhà nữa. Bè tiếp theo đến từ chim sẻ. Vẫn là rất khó anh em ạ. Cả phù, cả cung đờ, cả lạc đà vào. Và tỷ số là 6-3 thì ô đôi Mạnh Hào đang tôi đi. Khoai thế. Chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. 6-3 rồi. Vâng, lại là cho Son. Cho Son Maxi. Maxi là quân phía đối bạn. Và sẻ là người đi cầm cho Son. Ok, cố gắng nào. Hành trình của những người đi gỡ với mỏ quả đầu đang có được 7 cây. Bài cầm cho Son đối đầu với Maxi đầu nhà bên phía đối phương. Cơ cấu dân khai thác mỏ quả này thôi. Đây là mỏ quả đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng mà anh em. Quyết định như nào thì chúng ta làm theo quyết định ban tổ chức thôi. Trận trước câu hỏi là kết quả kích đời anh em, hay là hoàn thành thời gian kích đời. Từ đúng thành sai á. Trận trước thì em lại không lưu video ở đây và trên này thì nó đang không tua được. Phải sau khi xem xong thì
thì chúng ta mới xem lại được anh em ạ. Sau khi kết thúc kèo đấu mới xem lại được. Không ai chậm dần cả. Sẻ đang đi dò với bài cầm cho sòn mình bên kia, cầm Maxe dò rất nhanh rồi. Lên 3 xong á. Trận vừa rồi thì rồi làm vòng đi dò thôi. Hoàn thành đời 3 mà anh em. Rồi có gì đâu anh em hoan hỉ. Thua câu này ta chơi câu khác. Còn một rổ câu đây mà anh em. Rồi làm vòng đi dò thôi. Bài cho son đang hơi xấu. Bởi có hai bầy hiêu anh em ạ. Lùa mấy con hiêu này về. Bài có một bầy hiêu đầu sát mép bản đồ không đưa ra được vì nó gần rừng. Có một bầy hiêu gần mỏ vàng dốc rách như thế này. Khê đây anh em ạ. Rồi đây là hết đầu để có thể khai thác cả gỗ cả hiêu đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Và đến với trận thi đấu thứ 10 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream với nội dung eSports bản quyền của VCup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng và cộng đồng AE trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Không phải, thời tiết nó giao mùa ấy anh em. Nên là em đang bị mất giọng. Mất hai hôm nay rồi. Bị kiểu viêm họng ấy. Khổ lắm rồi. Nói kiểu bị hụt hơi anh em ạ. Đang bị viêm họng. Thế bầy hiêu 4 con nữa ở đây. Map xấu thế. Rồi cơ cấu trước nhà BS để có thể ăn hiêu ở đây nữa thôi. Rồi, có thêm bầy hiêu nữa rồi. Ông Hello Baby này nói liên tha liên thiên gì đây? Anh em nhận quà ầm ầm nên lại bảo là tôi có được nhận quà đâu. Vâng, như vậy là đội bạn đang ăn mỏ quả ngay trước cửa này. Uầy, nhưng mà bên kia đi ăn cũng xa anh em nhở. Cố tình ăn chanh à? Đây mỏ quả cũng rẻ mà bài F3 hiêu. Map xấu thật đấy. Rồi cũng đóng BG để ăn luôn mỏ quả này đến từ game thủ chim sẻ luôn. Cũng ăn chanh luôn. Nhưng mà phải đưa thêm dân lên ăn cơ. Cho son đối đầu với Maxe. Nhìn bài rất lởm khởm đến từ game thủ chim sẻ anh em nhá. Bài cực kỳ lởm khởm luôn. Top 10 thì sẽ nhận được thẻ điện thoại trị giá 100k anh em ạ. Vâng, đây sẽ chơi BB để có thể bo nhỏ mỏ gỗ của mình. Với việc ăn xanh như thế này thì sẽ phải cho nhiều dân khai thác gỗ hơn. 33% chỉ dò bên phía các bạn nhưng mà vẫn lên đời rất sớm. Sớm hơn chúng ta một chút xíu trong trận đấu này. Trận này thì sẽ đang thiếu rất nhiều gỗ. Đóng lờ trước rồi. Vâng, đây sẽ BM. Xin dò không? Xin con dò trước rồi. Vâng, cắm cờ sẽ dò tìm một vòng nữa xem còn đồ gì ăn hoang. Và thì khai thác ở đây và bạn có dò chập rồi. Maxe thì bạn dò rộng thì cũng đúng thôi. Câu chuyện bây giờ là thủ con dò đối phương như thế nào. Cơ cấu chip S để có thể khai thác vàng đến từ game thủ chim sẻ. Chốt cái E vào đây là cũng kín thôi. Maxe đánh VL. Chúng ta sẽ phải có tình huống chơi Y nhưng mà lực ở đâu chơi thì không nói. Bởi vì cái tân dân này thì con dò của đôi Mạnh Hào Dantoni sẽ dìu rất là giáp.
dân này thì đi rồi, mất một dân đến từ chim sẻ. Đưa dân ra giữa bản đồ tìm đồ ăn hoang. Bỏ vàng đâu bo bế. Hai mươi sáu trên 32 là thăm lại tại dành cho đối thủ chim sẻ. Chạy dò về phía nhà đội bạn. Rồi đây là bài Max C. Ôi ở BA luôn rồi. Nhìn no hope đấy nhở. Kín nhà luôn anh em ạ. Vãi trưởng. Bài đẹp thế. Đội bạn chuyển A luôn rồi. Chống chỉ định với những bài dummy ngược của chim sẻ nắng. Và dân ăn hoàng đội bạn trên này. Đây. Dân ăn hoàng một đôi mạnh hào đang tôi đi trên này. Nên chơi tạm tân dân ăn hoàng này vậy. Thật sự là rất yếu về lực đến từ chim sẻ. Rồi, đội bạn tìm thấy rồi. Và tỷ số là 7-3 để cho một đôi mạnh hào đang tôi đi anh em ạ. Không thở được. Bài đẹp quá, khiếp. Maxi bài nét này. Đấy, cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. Khó thế. Rồi, như vậy là Greg luôn anh em ơi. Cày thế. Và gáy liên tục đến từ Anthony anh em ạ. Greg Hitty. Tỷ số á, 7-3 thôi. Giải thoát nỗi đau thì chỉ có 2 trận nữa thôi. Không đau lắm. Và đâu đang có đó chính là 6K để đối thủ chim sẻ trong trận đấu này. Rồi là vòng đi dò thôi. Greg đối đầu Hitty thế này rất khó chịu anh em ạ. Là vòng đi dò tìm đồ ăn thôi. Để xem bài vở như thế nào cái. Chưa đổ lùa về. À đây có bay hiêu ở gần với quả đầu đây rồi anh em ạ. Nhưng mà để Greg ôm bom được con hit team bên phía đối bạn sẽ là rất khó dành cho game thủ chim sẻ nhà hắn. Chuỗi từ 3 đều bây giờ lên 7-3 thì là 4 trận thông rồi anh em. Với thua thông 4 trận thôi. Rồi lùa mấy con hiêu này về. Tuần sau chắc phải nghĩ xem nó đánh cung R, gọi là cung R AC đi nhở. Cho nó nét nét một tí thôi chứ. Cảm giác vào random này không chịu được anh em ạ. Nội dung hai người một màu này đúng như là cái slogan của chương trình thợ săn chim sẻ. Muốn xem sẻ ăn hành thì vào online đây. Auto ăn hành thế này. Đây mình hiểu sẽ đưa về đến chim sẻ thêm những cái rừng nữa. Greg thì lại lắm rừng thế này. Đồ ăn thì không thấy đâu cả. Bài hiêu đầu to nhưng mà xa. Đùa về rất mất thời gian. Tới từ game thủ chim sẻ nhà. À đúng rồi, 5 trận rồi. Từ trận mà sẻ dẫn trước 3-2 rồi bạn khuôn mình 3 đều xong vươn lên dẫn trước 4-3, 5-3, 6-3, 7-3. 5 trận rồi anh em ạ. Chuỗi 5 trận thua thông đến từ game thủ chim sẻ nhà. Và luôn mấy con hiêu này về. Và đến với trận thi đấu thứ 11 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream với nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sử dụng tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AOE trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hết sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu đặc sắc và hấp dẫn hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online. Và ngoài việc các bạn chơi mini game trên nền tảng online vào những trận đấu có sự có mặt của game thủ chim sẻ thì anh em cũng có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ nắng để có thể tham gia mini game diễn ra hàng tuần trên nền tảng Facebook nữa anh em ạ. Rồi làm vòng nữa đi dò. Anh em vẫn đang cãi nhau rất nhiều về những câu hỏi trong chương trình thợ săn chim sẻ tuần này. Dưới 14, chuỗi thua chắc phải đến, kéo dài đến 6 trận. Rồi, quả phụ đây rồi. Greg này thì đòi nào được con Hitty bên kia, quả phụ nó còn ấu dề thế này nữa. Xấu. Hai yêu hai quả, đủ đồ để ép đời. Nhưng không phải bài khỏe. Không phải bài đẹp. Đây là BG. Rồi.
Rồi, cơ cấu dân khai thác mỏ quản rồi thôi. Và bầy hươu bên ngoài này nữa. Tám phút 12 với 26 dân Greg. Và có dâng lên không đây? Còn ăn thêm bầy hươu này nữa. Vàng ở cũng xa xa. Thôi đóng ép chay ăn vậy. Chứ bây giờ lùa về gần mỏ vàng thì cũng khó. Và rất mất thời gian nữa. Nếu lùa phải lùa từ nãy cơ. Bây giờ lùa thì không kịp nữa rồi anh em ạ. Đây là chiếc bé chay để ăn bầy hươu. Và tôi chưa thấy sẻ cắt dân đi dâng. Rồi ta đi thôi, kiểu trời mưa nhé. Đây là BB, như vậy là không đi dâng nữa rồi. 12% vãi cả trường. Bài đẹp thế. BL, BM. Thiếu tí gỗ nữa. Rồi BM ở đây luôn. Một bài kích đời 10 phút 4x đến từ game thủ chim sẻ. Cơ cấu dân khai thác vàng thôi. Cùng giáp cho ngựa giò. Rồi cùng xem một đôi mạnh hào Anthony đang ở đâu với bài giò 12% bản đồ này. Giò rất ít. Rồi cùng giáp thôi. Rồi thêm hai con voi là có tí quả quê ở đây nữa. Để có tí lực anh em ạ. Đẩy giò đi thôi. Chưa thấy nhà được bạn đâu, khả năng 6 giờ rồi. 2L thế thì chim sẻ. Thêm voi đưa về. Bây giờ thì phải bo bế nhà cửa mình. Rồi bạn đánh cung rồi còn bo nhỏ làm gì. Đóng e cho tránh mít thôi. Và đây là nhà bài hitty của đối phương. Một bài hitty 12% đây. Ui rồi. Như va vào tảng đá luôn anh em ơi. Và đây là con tê của đối phương. Rồi xả con tê này thôi. Càng đánh thế phát triển thì lại càng khó. Và bây giờ thì cũng không biết còn cái nào để đánh nữa. Đứng đi e đây thì dân nó sửa. Tí nó nở cung rồi, nó đứng trong nó bắn ra đánh có 3 thôi. Nâng cái giáp 2 cái rất là mấy con chém đứng nhìn nhau hết. Tham lai là 31/36 đến từ cái thủ chim sẻ. Một đội bạn đang bo nhà đây rồi. Không ken được e. No hope. Không làm gì được anh em ạ, cày. Vậy e trong các kiểu đa điểu. Với bốn con chém một con giò đi với cái e này thì nó sẽ nổ. Nhưng nổ rồi lọt vào bên trong có ăn được hay không nữa cơ. Rồi chém tân dân này, mất một con chém. Chém tân cung rờ đội bạn. Còn ba con chém đây, mất thêm con chém nữa. Và đội bạn có thêm một tân nữa. Và tỷ số là 8-3 cho bộ đôi mạnh hào Anthony thì hỏng tôi rồi. Đứt đừng đứt các cụ ơi. Chờ đợi trận chung kết sớm của chim sẻ nhá. Bài đội bạn tròn thế à. Maxe IA. Đội bạn là Maxe và sẻ là IA. Đây là trận chung kết sớm dành cho đủ chim sẻ rồi. Bài IA có sẵn một vòi khép góc 9 giờ. Gì này? Ôi may quá vẫn ăn được quả đầu anh em ạ. Một mỏ quả đầu là 6 cây, một con voi. IA đối đầu Maxe. Xin một bài khung để đánh cung A nào. Còn mỗi cửa đây thôi, rừng đã có đây rồi. Vâng, chạm đến 4 trận cái. Trận này thì đánh phù cái gì, đối đầu Maxe thì phù phèo cái chó gì.
cay lắm rồi. Phù đã lởm lại còn phù với con Max C nữa. Ủa đây bài đúng bài khung rồi nhá. Xin đồ thôi đấy. Đúng bài khung rồi. Hiêu rồi, voi rồi. Cố lên nào anh em. Lùa mấy con hiêu này về. Khung nhà đấy nhá, phù để phù y Max C cũng là một lựa chọn đấy anh em. Nhưng mà thay vì đánh phù thì tại sao chúng ta không đánh cung cho nó dễ. Lùa mấy con hiêu này về. Vâng, và hiêu đúng cái mặt đang khai thác gỗ. Hiêu đầu là 7 con luôn, chấm e khung nhà luôn. Một voi một hiêu thiếu chút đồ nữa thôi. Cố lên. Rồi, làm vòng đi dò để từ cái thủ chim sẻ. Và đưa mấy con hiêu này về. Đây, bảy hiêu đầu. Hiêu 7 nha. Bé mồm thôi Hải à. Sao phải bé nữa anh. Tầm này phải cố gắng thôi. Cay lắm rồi. Lùa mấy con hiêu này về. Đúng rồi. Chúng ta không phải hết sức là nguy hiểm. Trong những tình huống một đội bạn công ca nữa đấy. Còn Max C thì ca nó rất là rẻ. Rẻ cũng nửa thôi. Ê, từ. Rồi, bảy hiêu sẽ được đưa về thành công đến từ chim sẻ hiêu 7. Con dân kia đi dò thấy quả phụ và thấy voi ở bên ngoài hay chưa? Cùng chờ đợi. Có voi bên ngoài. Có voi bên ngoài. Và thiếu một quả nữa. Ba voi hiêu đầu rồi. Xin một đồ nữa. Hoặc là xin thêm hai con voi nữa. Thành bại năm voi hiêu đầu thôi. Bây giờ cũng phải ướm vị trí đóng S đầu và phải chặt cái móng gỗ này đi. Bài này thì đóng ở trong nhà 2S rồi, vàng trong rồi. Nó đẹp rồi. Đây rồi. Về. Tất cả đi về cho anh. Câu voi nào. Bài đẹp lắm rồi đây anh em ạ. Đưa voi về. Và chuẩn bị cơ cấu chết nhà bé đầu tiên thôi. Quyết định đóng S lên 12 giờ đến từ chim sẻ. Đây là S đầu. Và con voi đầu tiên được đưa về. Ba voi và hiêu bỏ quả nhá. Sẻ win cởi chuồng chạy quay Hà Nội. Thế thì chuẩn bị tụt quần thôi anh ơi. Đây là con voi sẽ đưa về đến từ bài đầu này. Bài đẹp thế này mà không thắng nữa thì chịu. Đội bạn chỉ có khỏe quá thì chúng ta không làm nào dẫy được thôi. Ba voi bầy hiêu mỏ quả rồi. Bắt đầu bo thêm e. Và giải quyết con voi này. Đây sẽ con voi đầu tiên đưa về. Con voi 9 giờ tính sau. Câu tiếp hai con này nữa. Bốn voi hiêu đầu quả phụ nha. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream các nội dung eSports bản quyền của VTV Cup. Online sẽ có tính năng tương tác độc quyền. Khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game, nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AOE trong khoảng thời gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Bây giờ sẽ là S2 và giải quyết những con voi còn lại trong cái map đấu này với tổng lượng viên là 4 voi hiêu đầu. Giờ thì đã nhét dân S2 rồi, đẹp rồi. Con voi tiếp theo 26 dân đến từ cả hai bên. Rồi, con voi sẽ đưa về. Đây sẽ con voi thứ ba đến chim sẻ. Quay đầu cũng gãy thôi. Tách thêm một dân nữa, cầu nốt con voi thứ tư về nào. BB. Đây là BB đến từ chim sẻ. Con voi này gần mảng rồi. Không phi như nữa. Căng quá. Rồi, giải quyết voi này thôi. Ok. Rồi, đây sẽ BL. Wow. Không đánh cung A mà đánh BL trước đã. Thí thủ cái Y để tránh công ca. Đây là BM. Rồi. Để xem bài bác xe nó như thế nào. 26 dân cộng 1 đến từ chim sẻ. 10-45 với bài Yamato này. 2S đánh chém. Vẫn đang chặt gỗ. Đẩy dò đi thôi. Uầy. Bên kia em đời khét thế nhờ. Cân mình luôn anh em ạ. Vai trưởng thật. Sẽ đang muốn bo một quả này để làm sao tối ưu nguồn lực nhất. Giờ đi ăn vàng. Một e nữa kín rồi. Đây là dân ăn hoàng đối phương. Chọc chọc cái cho nó khó chịu. Công giáp đầy đủ luôn. Chưa chuyển A vội. Chúng ta có thể đánh gọi là y thủ thời điểm đầu. Chuyển gì tính sau.
Gió đứng chờ ở đây rồi. Chưa vào trong. Đấy, không giáp đầy đủ trong có thể. Làm vết ăn vàng. Làm tạm một dân. Tập cái gì? Xiết đi. Pha phải e khó chịu đến từ chim sẻ. Và ăn sạch tân dân ăn hoa này của đối phương. Rồi, như chùi luôn. Quýt chưa các anh ơi. Trận mới. Một L bánh xe. Cái rừng này gần thủng rồi. Cứ từ. Bắt đầu đóng A để chuyển luôn. Đấy. Trong giò cầm giáp nhưng vẫn chuyển A bởi vì lực chúng ta rất là khỏe anh em ạ. Giò quanh nhà xem có y hủng gì không nào. Rồi giò đôi bạn vừa đi qua đây. Đây giò đây. Đang kè đe quanh nhà xem có bị đâm y hay không. Nhưng mà với việc chuyển A này thì cũng không sợ lắm anh em ạ. Thoải mái đi. Rồi, quýt luôn đến từ đội bạn và tỷ số đến từ đội con là 4-8 dành cho anh thủ chim sẻ anh em nhá. Ok anh em ơi. Gỡ. Hành trình của những người đi gỡ rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. Siêng, đây rồi, Siêng Kata. Nếu như mình nhìn không nhầm anh em ạ. Bật thật à? Không nghe. Và đây là bài Siêng cho anh thủ chim sẻ nắng anh em nhá. Rồi ôi. Mở mắt ra là con Siêng gái cho nó mát máy. Rồi. Bài đã có sẵn hiêu, sẵn quả rồi. Đánh bài tàu được rồi. Lúa mới hiêu này về rồi. Xem là có chat chủng gì với đội bạn thì chat dần đi thôi. Có gáy khủng gì thì chat luôn. Rồi giải quyết mấy hiêu này. Bấy hiêu sẽ đưa về đến từ game thủ chim sẻ hiêu 4 thôi. Đánh bài tàu. Và S đầu đã được thiết kế đây rồi. Rồi, đốt 2 hiệu nữa. Ok luôn. Bấy hiệu đưa về. Rồi, con hiệu tiếp theo sẽ được đưa về đến từ game thủ chim sẻ đây rồi. Bài đấu đang có đó chính là hiệu đầu quả đầu. Làm vòng đi dò. Bài này thì cũng dễ chơi thôi anh em ơi, không có gì cả. Mình là Siêng mà. Mình thoải mái trong lối chơi lắm. Đánh gì cũng được luôn. Rồi, nhưng mà đi dò đầu tiên tới từ chim sẻ. Và con hiêu cuối cùng sẽ đưa về. Ở trong trận đấu này. Hiêu quả đây rồi. Cơ cấu một chiếc nhà BG để có thể khai thác một quả đầu của mình đến từ chim sẻ. Và ngoài hiệu đầu ra thì có vẻ bài cũng chưa thực sự có nhiều đồ ăn tới từ con Siêng này. Đây, tách thêm dân đi dò thôi. Và gặp em sư tử. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn về nền tảng online. Online là nền tảng livestream với nội dung eSport bản quyền của VTV Cup. Online sử dụng tính năng tương tác độc quyền khi anh em vừa theo dõi giải đấu, vừa chơi mini game, nhận quà hấp dẫn. Online VTV Cup sẽ luôn đồng hành cùng chim sẻ nắng và cộng đồng AME trong khoảng gian sắp tới. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chương trình, giải đấu hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa. Rất mong được anh em ủng hộ cho nền tảng online. Ngoài việc tham gia mini game trên nền tảng online thì các bạn có thể tham gia vào group thợ săn chim sẻ trên ứng dụng Facebook để có thể nhận thêm nhiều những phần quà giá trị nữa với những phần thưởng tiền mặt rất là tuyệt vời luôn. Anh em có thể tham gia group thợ săn chim sẻ với các mini game diễn ra hàng tuần anh em nhé. Công xe này không nghèo anh em ơi, chẳng qua là chưa thấy đủ đồ đấy, bây giờ thì mắc binh rồi. Voi hiêu hai quả phụ thì các bạn có muốn gì hơn nữa với một con xe như vậy. Thế rồi. Siêng nghèo thì khác gì quân bình thường anh ơi, không nghe. Anh em biết cái câu không nghe không ạ? Không nghe mà lại không nghe. Siêng nghèo thì khác gì quân bình thường. Nhầm. Siêng này không nghèo các bạn ơi. Vòi quay đầu nữa. Rồi đưa mấy con vòi này về. Zocon to Alamo.
Rồi thì cứ đúng con voi này thôi. 25 dân nữa lựa chọn game thủ chim sẻ. Với bạn này thì sẻ sẽ đánh BL. Nhanh chóng thôi anh em ạ. Giải quyết nhanh đánh trận mới. 5-8 là đẹp. Sau trận sau 6-8, 7-8, 8 đều đánh chung kết. Cho nó mát. Được anh em. Đây xe BB để kê mỏ vàng. Mắc bêu luôn. Xe giò nó đẩy đi tìm nhà đấy bạn đây rồi. Đóng L cao lên công cho sướng. Rồi đây xe BL và BM. Bài đấu kích 9 đến từ cái thủ chim sẻ. Và 956 về đầu này. Cộng 1 dân cho xanh điệu mà. Thôi ăn vàng thôi, nhà là bạn 12 giờ kia rồi. Đây, nhà là bạn trên 12 giờ anh em ạ. Và cơ cấu trên ABS để ăn vàng, 4 dân khai thác. Thêm một cái E nữa là kín. Chỗ này tí ăn thêm cả hiêu cả voi nữa luôn. Chủ động ăn hoang luôn. Rồi, kín vàng, công giáp. Lên chọc cái quýt bố rồi. Bên kia em đời tốt phết. Lên khá sớm anh em nhá. Đây dân ăn hoang đội bạn. Làm tạm 4 được dân này. Đấy, chúc anh em ngon miệng. Vậy e bo nhỏ luôn mà. Không nghe. Cày thế nhở. Cười được ạ. Được. Mắc tí thôi. Đây, cười đi. Cười này. Cười này. Cười với cả chúng tôi thì cũng phải làm 3 dân nữa. Làm con giò nữa. Vít con lạc đà nào. Nâng bánh xe nào. PA thiết kế rồi lên giáp luôn. Như nào. Cười này. Cười này. Cười đấy. PA thứ 2 luôn. PA thứ 3 luôn. Nhiều ấy. Làm cung được không? Giáp 2 lên xong lên giáp 4 luôn. Chắc thế nhở. Lạc đà đang lên đây rồi. Có phù đến từ đội bạn. Gặp bài xe lên sớm đội bạn đánh phù. 3. Phải e bo phù nữa cả. Tinh tế thế. Bắt giò rồi. Đây cung lừa chuẩn bị bắn bắt đầu anh em đây rồi. Cái này thì ngựa giò này. Cái này thì ngựa chém này. Phải hết. Có cung lừa là bạn quýt thôi anh em ạ. Đây. Đấy các anh đánh phù đi. Cung lừa giáp 4 chơi vào đầu của các anh luôn. Đỡ đi. Rồi chơi nốt mấy con dân này. Chạy đi đâu. Ôi giời phù này. Ôi giời ơi phù. Phù phèo cái gì. Và tỷ số là 5-8 thì đối thủ chim sẻ anh em nhá. Tập này chỉ có thể quýt. Chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Sau đây anh em ơi, trận thi đấu thứ 14. Rồi trận đấu này Babylon Greg với cả chúng tôi à. Không nghe. Vâng, đây rồi. Bật anh em ơi. Tôi đã bảo với anh em rồi, nốt trận là như nào. Không nghe. Anh em biết câu không nghe là gì không ạ? Không nghe và lại không nghe. Rồi, mỏ quả đầu đây. 6 cây dành cho game thủ chim sẻ. Và đây sẽ chết nhà BG. Greg với cả chúng tôi à. Không nghe. Được chưa anh em? Trận này 6-8, trận sau 7-8. Trận sau 8 đều đánh chung kết. Rồi làm vòng đi dò thôi. Một thế bài cầm Greg ở khu vực góc 10 giờ với một quả đầu 6 cây. Một cây bị ken vào hai móng gỗ nên nhìn rất là khó chịu. Dừng đẹp rồi. Đã muốn chỉ vào cây quả đấy nhưng mà hơi khó. Phải chặt móng gỗ này đi cơ. Rồi. Đấy chỉ nốt đi. Trận này thì câu hỏi ban tổ chức đưa ra là sẻ câu voi có bị quay đầu về chỗ cũ hay không. Thì mình nghĩ là không anh em ạ. Đấy. Đấy. Con này vẫn chưa thèm quay đầu luôn. Con voi đầu tiên đưa về rồi. Không nghe và lại không nghe. Không quay đầu về chỗ cũ gì hết cả. Thì hiệu đầu đã có đây rồi. Một voi một hiêu.
Làm vòng đi dò thôi. Chú cần tìm thêm voi và quả phụ nữa anh em ạ. Đây, bầy hiêu đây. Vâng, thêm một bầy hiêu nữa đến từ cái chủ chim sẻ. Bầy hiêu đầu đang có được 6 con. Và sẽ cố gắng tìm quả phụ với những con voi còn lại với bài baby này để đối đầu với con Greg bên phía đối bạn. Greg thì đối bạn sẽ lựa chọn lối đánh ôm bom thôi. Trận này thì vàng đâu nhỉ? Nhìn trên bản đồ con có vẻ như mình chưa thấy vàng của chim sẻ. Ở gần mỏ đá này có không? Thôi lùa hiêu về đã tính sau. Bầy hiêu sát mép rừng nên là sẽ phải hơi mất thời gian một chút xíu và nắn nót ở trong cái bầy hiêu này. Baby chưa được đẹp đâu. Đây vàng đây rồi. Có vàng đây rồi. Thêm mỏ vàng nữa. Nhưng mà vẫn cần tìm đồ ăn nữa cơ. Đưa trước 5 con hiêu về. Hai dân lùa hiêu đến từ cái thủ chim sẻ và chuẩn bị cơ cấu trước nhà mẹ đầu tiên rồi. Ôi hỏng rồi. Con hoãng này. Ôi cày thế. Sao đã mò sang đây rồi nhờ. Ây, có thêm một voi nữa. Bài hai hiêu hai voi. Đây còn đóng e giữa nhà chính mình cơ mà. Ôi cơ cấu đi ăn thêm bầy hiêu thôi. Ở đây có thêm bầy hiêu nữa. Câu con voi này cẩn thận. Bây giờ không biết dân của bạn đang đứng ở đâu cơ. Đây đang đi theo tân dân này của mình. Ok, khai thác bầy hiêu này thôi. Vừa câu voi vừa phi hiêu đến từ chim sẻ. Ôi có quả. Rồi đưa con voi này về. Ra bú quả nữa luôn. Ăn chanh các kiểu đà điểu luôn. Và giải quyết voi này thôi. Rồi voi đưa về một cách thành công rồi. Quả phụ đây. Hiêu đầu bị phá khó chịu quá. Rồi bạn không ăn chanh mỏ quả này với game thủ chim sẻ anh em ạ. 8-30 với 25 dân. Các bạn đọc cái gì đấy? BB rồi á? Ôi ôi. Kiếp thế này. 25 dân đóng BB ở đây. Sợ bên mình khung nhà. Ok. Đây BB của bộ đôi Mạnh Hào Dantoni. Vâng, bạn lên sớm hơn sẻ trận đấu này. Ghê vậy. 25 dân lên sớm thế. Đây là BB đến từ chim sẻ nhà. Chắc chắn đội bạn sẽ ôm bom đấy anh em. Dân vào đây rồi. Đây BL. Đây là BM. Và như vậy là 15x với 25 dân của Babylon ăn vàng xa luôn. Rồi có giò đến nhà rồi. Rồi ta làm một giò đứng thủ luôn. Ồ vẫn hở được bịp thật. Đây giò vào dân của bạn đây. Rồi làm vài ruộng, khu vực ăn hoang bị phát hiện thì hôm nay rồi bạn đi qua đây rồi, phải e bắt giò. Không được. Tôi phải e suýt chút nữa thành công anh em ạ. Rồi kín được khu vực nhà cửa của mình với mỏ gỗ mỏ vàng. Rồi bạn thì lên đời sớm hơn sẻ một chút xíu thôi. Lực của sẻ vẫn có thể lên được công nghệ bánh xe. Và vẫn có thể đắp P trong mỏ gỗ đó. 1L 1P nào. Có bê ai đối phương rồi. Có quẩy luôn rồi.
Vâng, có T bắn mỏ vàng, có cả P luôn anh em ạ. Mất vàng tới chim sẻ rồi. Có 200 vàng trong người. Và xin phù các kiểu nữa. Pha về E khó chịu tới từ chim sẻ. Gì đấy? Vẽ ngay dấu cộng đây rồi. Rồi, phun quẩy trước. Rồi, đã bắt được con quẩy rồi bạn. Bánh xe đã có vẩy E rồi. Chạy rồi. Sau tình huống này thì bạn sẽ đi quản vàng em ạ. Đây, và phù dân ăn vàng chim sẻ luôn. Và những mỏ vàng đã bị chốt E rồi. Có hai con phù trong mỏ gỗ này thôi. Vậy liệu có đủ hay không? BA. Tháp lai bây giờ là 22 thì chim sẻ đi ăn vàng mới. Và có những đơn vị hôn mã đi chọc nhà đối phương. Rồi bạn đang định làm trò gì đây? Không thì công gì nữa anh em ạ. Đấy dân rồi bạn đây. Lùa đốt con hươu này về nữa ăn cho nó chật lực. Đây mỏ gỗ đây. Và bị đập luôn anh em ạ. Gấu quá rồi. Tháp lai bây giờ còn 22 đấy chim sẻ. Và bạn công cả phù vào đây nhá. Con chém mới ở nhà lờ rồi bạn, nó mới tới không? Rồi phù được dân của chúng ta đến từ bộ đôi Mạnh Hào và Anthony rồi. Rồi sẻ cũng phù lại luôn. Có sóc đơn đi chọc chọc luôn. Rồi vác dân lên vụt dành cho bộ đôi Mạnh Hào và Anthony. Nhưng mà hai con dân này thì không vụt được. Rẻ có thêm cung rờ đây rồi. Đấy anh vụt thoải mái đi. Mỏ vàng chúng ta bị quản. Có ba ăn phủ đây. Bạn có thêm phù, có thêm chém đứng bên ngoài nữa anh em ạ. Tham lai 16 đến từ chim sẻ. Chỉ có ba con phủ ở đây thôi. Ăn được thêm tí hiêu và hai cung rờ nữa. Đã xin thêm P rồi. Rất căng. Và bắt đầu đưa phù ra dành cho đủ chim sẻ. Xem quân của bạn đâu hết rồi. Tầm này thì sẻ sẽ chưa khai thác lại được những mỏ vàng của mình anh em ạ. Phải phù được cái gì đó đã. Ví dụ như tân này. Và bắt đầu lao vào đến từ bộ đôi Mạnh Hà và Anthony. Một con phù nằm xuống, hai con phù nằm xuống, mất một ngựa chém. Và đoạn đang cố gắng phù lại. Nhưng không được và tỷ số ấn định là 9-5 dành cho bộ đôi Mạnh Hà và Anthony cho buổi tối ngày hôm nay. Không vượt qua được trận đấu này anh em ạ. Khó quá rồi bạn, quản vàng ra không ăn được vàng. Và chiến thắng được ấn định là 9-5 dành cho bộ đôi Mạnh Hào và Anthony anh em nhá.